công nhiệm mà xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi livestream trên kênh ITP Club Channel. Thị trường hôm nay thì tiếp tục giảm sau khi mà có những cái thông tin buổi sáng thì cũng bên XAN thì cũng đã tấn công vào Izan rồi. Thì ở đây thì Trung Đông thì chắc chắn là leo thang căng thẳng rồi. Và trong ngày hôm nay thì nó cũng đúng là thời điểm mà cái tài khoản và công nghiệp mà mua từ trước Tết từ những cái thời điểm mà thị trường bắt đầu có những cái tín hiệu khởi đầu những cái xu hướng tăng ngắn hạn đó là những cái chiến lược trung hạn một thì tới thời điểm này hôm nay thì coi như là cũng đã trở về hòa và hết tuần này thì sang tuần sau thì có những cái phiên hồi phục thì sẽ là thời điểm mà sẽ xử lý bán với cổ phiếu để mà thu ít nhất là thu được cái gốc về để tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu ở giai đoạn sau này thì ở trong cái sóng này thì công nghiệp cũng view với anh chị rồi đó là với cái sóng về trung hạn dài hạn thì có kỳ vọng nhưng mà nếu mà trường hợp mà tham gia vào với cổ phiếu với thị trường đúng những cái thời điểm thì cái độ an toàn với cái tài sản của chúng ta mới cao thì còn chúng ta tham gia mua vào với cổ phiếu mà uh, FOMO cũng như là mua không đúng thời điểm không có những cái vị thế giá tốt với uh, cổ phiếu với một danh mục ngay từ đầu thì tới giai đoạn sau này chúng ta sẽ gặp rủi ro cũng như là nếu mà có xảy ra cắt lỗ thì cái mức độ cắt lỗ của nó sẽ lớn hơn và đây thì trong quá trình đầu tư chứng khoán để công nhiệm cũng view với anh chị đó là khi mà chúng ta tham gia thị trường vào đúng thời điểm thì đó mới là cái thời điểm mà mang lại cho chúng ta được cái an toàn cũng như là có khả năng tồn tại với thị trường thế còn khi mà chúng ta tham gia vào thị trường không đúng thời điểm thì cái thời điểm đó thì có thể là chúng ta có những cái chiến thắng ở trong ngắn hạn thôi. Thế còn giả sử như chúng ta vẫn nắm giữ với cổ phiếu hoặc là mua vào với cổ phiếu khác ở trong cái giai đoạn sau này thì có thể là chúng ta cũng vẫn mất ngược trở lại và cái sử dụng vốn sai thì cũng có thể khiến cho anh chị bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như công nhiệm thì đã phân bổ vốn từ giai đoạn trước tết và cũng có view với anh chị ở trên livestream rất là nhiều đó là chúng ta phân bổ vốn từ thời điểm trước Tết và vẫn khuyên là nằm im danh mục để chờ đợi những cái tín hiệu bán của cổ phiếu cũng như là của thị trường thì thời điểm đó chúng ta mới có thể là kết thúc một cái chen sóng của cổ phiếu cũng như là của thị trường thì chúng ta mới tính toán lại lỗ được chứ những cái lại lỗ anh chị có bán thu hồi về ở trong tài khoản thì cũng vẫn là tạm thời là của thị trường chứ cũng chưa phải là cái tài sản đó đã thuộc về chúng ta thế nên là trước đây thì công nghiệp cũng vẫn nghĩ là cái khoản tiền mà mình chốt lời trước sau đó thì đó là cái tiền của mình nhưng mà điều đó không phải nếu mà chúng ta vẫn tham gia đầu tư mà tới cuối sóng cái thời điểm mà chúng ta quyết định bán ra hết với cổ phiếu để nắm giữ tiền chờ tiếp những cái tín hiệu ở đoạn sau thì đó mới là thời điểm mà chúng ta tính toán lãi lỗ được chứ còn à, mọi cái lãi lỗ ở trên tài khoản thì nó chỉ là cái hiển thị thôi và à, giai đoạn sau này chúng ta mới có thể là biết được thế nên là ở đây với thị trường thì tính tới thời điểm hiện tại tạm thời là kết thúc phiên giao dịch buổi sáng thì à, với thị trường chung với vn index nó đang có những cái tín hiệu bán về trung hạn hai rồi thì như vậy là trong ngày hôm nay mà không hồi lên tiếp ở trong cái à, ngày hôm nay ấy, thì trong tuần sau những cái phiên hồi phục ở đoạn sau thì đó sẽ là thời điểm mà hồi phục để chúng ta bán ra với cổ phiếu. Anh chị chú ý đó là những cái thời điểm mà sẽ thoát ra với cổ phiếu và cầm giữ tiền. Sau đó thì chờ tiếp ở những cái thời điểm sau này về tín hiệu mua và công nghiệm không view anh chị mua bắt đáy với cổ phiếu. Công nghiệm chỉ view anh chị mua khi mà thị trường chung cổ phiếu có tín hiệu. Thế còn mua bắt đáy với cổ phiếu thì đó không phải là cách mà công nghiệm hay dùng công nghiệp mà chỉ đánh khi mà thị trường có những cái tín hiệu theo xu hướng thôi thế còn giả sử bây giờ là cái phiên tuần vừa rồi thì anh chị cũng biết đấy là về cái tín hiệu thì nó kết thúc cái xu hướng tăng cũng như là nó đang có chiều hướng là khởi đầu cái xu hướng giảm thì ở đây là công nghiệm sẽ mở cái biểu đồ để anh chị có thể nắm bắt được ở trong thời điểm hiện tại với thị trường chung này thì đây là cái biểu đồ theo xu hướng thì đầu tiên nhất là với những cái chỉ báo như Azon này thì với trong ngắn hạn thì nó đã có chỉ báo là xuống dưới không rồi cái chỉ báo thứ hai đó là cái chỉ báo ADX thì ADX nó vòng xuống dưới 20 sau đó hiện tại vòng lên trên 20 rồi và đang ở vùng 23 như vậy là với thị trường chung đang thể hiện là bắt đầu bước vào cái xu hướng giảm coi như là đã kết thúc xu hướng tăng đồng thời ở đây với tín hiệu MACD thì nó cũng đã xác nhận là cắt xuống dưới không rồi và trong thời điểm này thì chúng ta chỉ có xử lý khi mà thị trường hay là cổ phiếu hồi phục vào đoạn tới đó là những cái thời điểm mà à, chúng ta sẽ bán ra với cổ phiếu thì ở đây hoảng loạn bán ra trong thời điểm này thì thường là công việc đánh giá là cũng phần lớn là những anh chị mà có thể là chúng ta sử dụng margin quá đà hoặc là chúng ta à, tham gia mua vào với cổ phiếu ở trên vùng bên trên này thì chúng ta à, lại sử dụng vốn nhiều thì à, chúng ta bị hoảng loạn sau đó thì bây giờ là bán ra với cổ phiếu và trên biểu đồ thì thị trường nó cũng vẫn đang thể hiện là nhà đầu tư đang rất bi quan và có chiều hướng hoảng loạn với thị trường và thường là những cái thời điểm mà bi quan với hoảng loạn thì, thì nó lại rất dễ là những cái thời điểm mà rất dễ là vùng đáy. Thế nên là ở đây thì công nhiệm vẫn sẽ nắm giữ với cổ phiếu để sang tuần trong những cái phiên hồi phục thì sẽ xử lý bán với cổ phiếu để thu hồi cái gốc về và công nhiệm vẫn nói với chị ở trên livestream là cái đánh sóng đánh trung hạn này nó cực khó, đó là chúng ta tham gia được vào đúng những cái thời điểm mà của cổ phiếu của thị trường thì tới giai đoạn sau này khi mà cổ phiếu về thị trường gãy ấy thì có thể là ngay kể cả có thời điểm mà cái danh mục tài sản có thời điểm là lời đến tận 20% thế nhưng mà có thể là nó sẽ lại vẫn trở về hòa và sau đó thì lại phải chờ những cái sóng tiếp theo và vẫn muốn làm sao mà ăn những cái sóng lớn của cổ phiếu của thị trường để mà có những cái cơ hội gia tăng tài sản lớn thì đây là công nhiệm view về đánh trung hạn để anh chị chúng ta hiểu được rằng là trong quá trình đánh trung hạn thì nó có những cái phương án như vậy. Thế còn đánh ngắn thì có thể là chúng ta sẽ có những cái cảm giác chiến thắng đó là những cái thời điểm mà có cổ phiếu chúng ta lời, chúng ta bán thu hồi được tiền về tài khoản rồi hoặc là có những cái lệnh sai nhưng mà công nhiệm đã trải qua nhiều rồi, công nhiệm thấy là có những cái lệnh lời, có những những cái lệnh lỗ thì nó sẽ bù đắp cho nhau và trong một cái chen sóng tăng đó nếu mà anh chị không mua bán nhanh tay có nghĩa là khi mà chiều mua chúng ta không mua nhanh cũng như là ở chiều bán chúng ta không bán nhanh thì cũng khó mà thu hồi được cái lợi nhuận về cái tài khoản cũng như là phần cắt lỗ chúng ta cũng bị rộng ra thế nên là ở đây thì chủ yếu là công nghiệp hướng tới những cái hành động nó chậm hơn đó là những cái đánh chen đánh về trung hạn thì khi những cái chen đánh về trung hạn thì cái hành động mua thì nó cũng là hành động chậm bởi vì là không nhất thiết là chúng ta phải đua mua ngay với cổ phiếu mà thường là chờ những cái thời điểm mà uh, cổ phiếu nó có test trở lại thì mới mua và cái chiều bán nó vậy ví dụ như là giả sử ở đây với yếu tố nó chưa xác nhận chúng ta có thể chờ là xác nhận và những cái phiên hồi sau chúng ta bán thì cái hành động nó cũng rất là chậm chứ nó không phải là cái hành động mà phải ngay lập tức Thế nên là có thể là anh chị sẽ uh, không cần quan tâm tới cái phương pháp này bởi vì là chúng ta chỉ quan tâm đó là làm sao mà kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường chứng khoán tuy nhiên thì công nghiệm mà đã trải qua thị trường nhiều để công nghiệm biết là tập trung vào phương pháp nó sẽ mang lại cho chúng ta được hiệu quả chứ nếu mà tập trung vào tiền thì thường là sẽ bị mất tiền thế nên là ở đây thì với thời điểm hiện tại với thị trường chung vnx thì trong cái ngày hôm nay thì xét về cái tín hiệu cây lến như này thì anh chị cũng thấy rồi, đó là những cái thời điểm mà công nhiệm view với chị mua thì đó là mua theo chiến lược trung hạn một đó là để làm sao mà chúng ta tham gia được vào với thị trường với cổ phiếu ở trong thời điểm đó với những cái vị thế giá tốt, sau đó thì chúng ta gồng theo chiến lược 2 và gồng theo chiến lược 2 thì thường là cái điểm mua nó cao hơn. Thì ở đây anh chị cũng biết rồi, nếu mà trường hợp mà theo chiến lược 2 thì sẽ là mua ở cái điểm trên này, nó khá là cao. Và khi mà chúng ta mua theo chiến lược ở trên này mà chúng ta đánh về trung hạn thì đến thời điểm này giả sử như là mà nó có tín hiệu bán như thế này thì chúng ta sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Đây là công nghiệp xây dựng mua với thị trường với cổ phiếu là à, tham gia vào kỳ vọng là kỳ vọng sớm từ những cái thời điểm mà nó hình thành lên chiến lược trung hạn 1 để mà tham gia được những cái vị thế giá tốt hơn của cổ phiếu và sau khi nó có được những cái chiến lược trung hạn 2 thì sẽ gồng theo cái chiến lược trung hạn 2 này để mà chúng ta à, nếu mà nó đi đúng hướng thì chúng ta sẽ ăn được lợi nhuận rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nó có sai thì cái phương án những cái thời điểm này thì nó vẫn là bảo toàn được cái nguồn vốn cũng như là có thiệt hại thì nó thiệt hại nhỏ. Thế nên là ở đây thì à, công nghiệp vẫn chủ yếu view để anh chị có thể hiểu được cái phương pháp này. Chứ nếu mà trước đây thì công nghiệp cũng view với anh chị chủ yếu là đánh theo những cái chân ngắn ví dụ như là trong những cái thời điểm mà thị trường có những cái tín hiệu chen ngắn này anh chị theo dõi thì cũng biết rồi đó là những cái thời điểm mà chúng ta cũng vào ra với cổ phiếu với thị trường thì nếu mà đánh theo chen ngắn thì thường là trong những cái thời điểm tín hiệu như này thì đó là những cái thời điểm mà sẽ cần chú ý nhất để mà bán ra với cổ phiếu để mà chúng ta thu hồi cái tiền về sau đó lại chờ những cái chen sóng ngắn khác thế nhưng mà anh chị trải qua cũng biết rồi đó là nếu mà những cái chen sóng ngắn mà nó ngắn quá thì cái thời điểm đó chúng ta cũng rất dễ bị những cái đoạn cắt lỗ nhỏ. Ví dụ như là hai lần cắt lỗ nhỏ này thì cũng mất đâu đấy là khoảng đầu đấy là 5 đến 10% là với tài khoản. Thế còn những cái đoạn này có thể có lời. Thế nhưng mà đoạn này có thể là chúng ta à, thu được một phần cái gọi là cái lợi nhuận về ở trong cái giai đoạn này nhưng mà bù trừ cho những cái lần nhỏ này thì coi như là cũng là cả cái sóng này thì cũng coi như là sẽ không ăn được. Thế nên là ở đây thì với những cái phương án đầu tư thì vẫn là đánh theo trend trung hạn và công nghiệp vẫn hướng tới với anh chị đó là những cái phương án tham gia với những cái điểm mua sớm, sau đó thì chúng ta sẽ gồng để chờ những cái tín hiệu điểm bán. Thì ở đây là anh chị chú ý là trong chiều nay thì chưa biết là nó có hồi phục ngược lên hay không để công nghiệp chưa biết được. Thế nhưng mà nếu mà nó đóng đến như thời điểm hiện tại với chỉ số Vindex này thì như vậy là coi như những cái tín hiệu về trung hạn 2 này thì nó cũng đang là có tín hiệu bán Thì ở đây là có những cái tín hiệu bán Nhưng mà để mà bán ngay với cổ phiếu thì công nghiệp lại thấy là nó sẽ có những cái tín hiệu hồi phục Khi mà đoạn vi quan hoảng loạn này thì chính là cái đoạn nó bắt đầu nó lại có hồi Thì ở đây thì công nghiệp vẫn view anh chị là chúng ta sẽ bán ở trong những cái phiên hồi phục sau của cổ phiếu cũng như là của thị trường Mặc dù nó đang có những cái thông tin chiến tranh thì rất là xấu Vì thời điểm này thì là những cái thông tin thì coi như là nó đã ra rồi thì công nhiệm đánh giá là nó đã ra những cái thông tin xấu thì coi như là à, những người mà hôm nay mà hoảng loạn bán thì sẽ gần như là sẽ sẽ bán ở trong ngày hôm nay và chúng ta sẽ cân những cái phiên hồi sau để à, chúng ta sẽ xử lý bán về cổ phiếu để thu hồi tiền về thì đó là à, view để anh chị nắm bắt được thị trường ở trong cái thời điểm này cũng như là à, công nghiệm đã view xuyên suốt với anh chị từ thời điểm trước tết để mà anh chị tham gia với cổ phiếu cũng như là vẫn khuyên với anh chị đó là chúng ta gồng nắm giữ với cổ phiếu nên là ở đây thì công nhận sẽ đi vào danh mục những cái cổ phiếu mà công nghiệm theo dõi thì vẫn là view để mà nhận định góc nhìn của công nghiệm về những cái cổ phiếu này thì đầu tiên nhất là cổ phiếu Lovaland thì cổ phiếu Lovaland thì nó có tín hiệu mua ở cái vùng 17 đến 17.5 thì đoạn này thì anh chị cũng biết rồi tín hiệu trung hạn 2 nó cũng có thế nhưng mà cái sóng này thì coi như là nó cũng có những cái thông tin rất là xấu tác động cho nên nó giảm thì cũng rất là nhanh và giảm rất là nhanh này hôm nay thì có thể là nó đang ở trong cái mức cũng thua lỗ nhiều nhưng mà những cái đoạn hồi sau này thì chúng ta sẽ xử lý bán ở trong cái đoạn hồi sau này với cổ phiếu Lovaland nhé anh chị chú ý nếu mà anh chị bị kẹt tiếp đến là cổ phiếu DG DG thì đã view mua ở trong cái vùng 26 đến 27 thì coi như đến ngày hôm nay phiên buổi chiều nay mà đóng đến thì cũng sẽ có chiều hướng là nó sẽ kết thúc cái cái quá trình mà hình thành những cái tín hiệu trung hạn 2 này để chúng ta gồng theo thì hiện tại là anh chị cũng biết rồi là nếu mà trong chiều nay nó đóng lên thì như vậy là phiên hồi ở trong những cái phiên tuần sau đó sẽ là những cái thời điểm chúng ta bán ra với cổ phiếu DG này để thu hồi cái phần gốc mấy cả cái phần một chút cái lợi nhuận về tài khoản vì nó đã có tín hiệu bán rồi. Chú ý với cổ phiếu DG này. Cổ phiếu DG này thì công chịu cũng nắm ở trong cái vùng đó thôi. Tiếp đến là cổ phiếu đất xanh này. Đất xanh thì nó cũng yếu hơn nó chạy sau. Thế nên là đoạn này thì cũng có bị thiệt hại cũng khá là nhiều với cổ phiếu đất xanh. Thì ở đây là anh chị nào mua với đất xanh ở trong những cái đoạn mà quanh những cái vùng 19 này. Khoảng độ đấy 19.5. Thì có thể là anh chị cũng biết là kết thúc cái tuần này thì nó đóng đến như này rồi. Thì cái đoạn sau này ví dụ như là kết thúc đây thì anh chị cũng biết rồi. Là tuần sau có hồi thì đó sẽ là thời điểm mà chúng ta bán ra. Thì với những cái kỳ vọng hồi thì nó cũng là giữa cây lến xanh này thì như vậy là nó phải cỡ là cái lượng à, giữa cái nến đỏ này, giữa cây nến đỏ này thì anh chị cũng biết là nó cỡ cái vùng giá khoảng 17.6, đó là cái vùng giá mà kỳ vọng hồi đến cái vùng đó để bán. Tiếp đến là cổ phiếu sale này, cổ phiếu sale thì nó chưa hình thành được những cái tín hiệu về trung eh, hạn 2 thì nó đã gãy rồi. Và đây thì cái đoạn mà vùng mua công điện view anh chị là cái đoạn 22.5 thì bây giờ nó là 18 nó giảm rất là nhanh, một phiên đã bay mất 10% rồi thì ở đây là anh chị cũng cần những cái đoạn hồi sau này để chúng ta xử lý thôi thì ở đây là chúng ta để mà gồng về được cái về gồng về được cái giá mua ấy thì nó sẽ phải cần chờ rất nhiều thời gian để còn để mà hồi đến cái đoạn bên trên này ví dụ như là những cái vùng giá mà 22.5 mua ấy mà cỡ giá 20.5 bán thì ở đây thì vẫn có cơ hội ở cái đoạn hồi sau nhé Tiếp đến là cổ phiếu Phát Đạt. Phát Đạt thì nó duy trì cái sóng tăng từ cái sóng trước à, từ cái sóng trước và nó chưa có tín hiệu bán thì hiện tại với cái vùng giá này thì nó cũng đang có chiều hướng là kết thúc cái sóng tăng về trung hạn ở năm 2023, năm 2024. Như vậy là à, so với cả những cái vùng mua từ những cái giai đoạn trước đây là quanh những cái vùng 13 thì tới cái thời điểm hiện tại với cổ phiếu Phát Đạt này thì coi như là là đến cái đoạn mà thu hồi cái gốc với cả phần lời về thì anh chị cũng biết rồi đó là những cái vùng mua mà chuẩn điểm thì chúng ta chủ yếu là gồng theo thôi ví dụ như là mua theo chiến lược một đó là vùng 13 mà nó hình thành nên những cái tín hiệu trung hạn hai này thì chúng ta sẽ phát ra với cổ phiếu ở trong cái thời điểm này có thể là là ngay trong chiều nay ví dụ như là đang giảm 6,4% này nhưng khả năng hôm nay thì công nhận đánh giá là khả năng giảm sàn rất là cao thế nên là thường là nếu mà chuẩn những cái chiến lược mua bán với cổ phiếu phát đạt này ấy, thì anh chị cũng biết rồi đó là những cái thời điểm này bán ra với cổ phiếu thì với những cái vùng mua thì dĩ nhiên là cái vùng 13 rồi, bây giờ là 26 thì ở đây thì công việc cũng chủ yếu là sẽ tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư theo những cái trend trung hạn như này để mà tham gia à, mua bán gồng với cổ phiếu là như vậy. Tiếp đến là cổ phiếu Licogi này. Licogi thì công địa view với anh chị mua ở trong những cái đoạn này thì anh chị à, theo dõi thì cũng biết rồi, đó là những cái vùng giá à, ở trong cái đoạn mà 12.3, 12.4 này thì coi như là trong cái tuần này thì nó đang tạm thời là nó đang lỗ và tín hiệu bán thì coi như là kết tuần nó mới xác nhận thì đoạn hồi sau thì chúng ta vẫn là những cái đoạn mà chúng ta sẽ xử lý để mà thoát ra ở trong những cái đoạn hồi với cổ phiếu licoji này tiếp đến là VC VC công nghiệp mà view với chị mua ở trong những cái thời điểm mà nền giá 44 đến 45 thì đó là cái vùng nền giá mua thì ở đây là nó đang ở 43.3 thì còn hôm trước thì công nghiệp cũng vẫn có nói là phải chờ thêm để kết tuần thì hiện tại thì trong chiều hôm nay thì có thể là chúng ta không bán để sang tuần chúng ta bán ở trong những cái phiên hồi thì ở đây là cái vùng mua là 44 đến 45 thì chỉ chú ý là với cái nền giá bên dưới này nó là 44 thì như vậy là với cái vùng giá 44 chính là cái giá bán nhá thì ở đây mua như vậy thì nó sẽ bị gọi là lỗ nhẹ với VC ấy. tiếp đến là CCH TCH thì có vẻ là khỏe hơn phần lớn những cái cổ phiếu khác ở trên thị trường và ở đây thì cái vùng mua thì là 12.8 đến 13 ở đoạn trước thì công nghiệp đã view rồi ở đây thì tín hiệu nó bán là chưa có với cổ phiếu này để là tạm thời chúng ta vẫn quan sát thêm ở trong cái thời điểm này tiếp đến là HAG thì đã view với anh chị bán ở 13 đến 13.2 này à, nếu mà bị kẹt ở đoạn trước thì công nghiệp view bán là 13 đến 13 sau đó thì chờ những cái tín hiệu mua mới nhưng mà không mua ngay mà chờ nó test lại mới mua thì tuy nhiên thì uh, sau khi mà nó hồi phục lên được quanh cái vùng 13.5 thì nó đã giảm tiếp thì như vậy là uh, chưa có hành động mua với cổ phiếu HAG này tiếp đến là cổ phiếu Vinhome này Vinhome thì uh, vùng giá công nghiệp view anh chị mua là 42.5 tới 43 thì tính tới uh, cây lến trong tuần này thì anh chị cũng biết rồi nếu mà chiều này mà đóng lến ở những cái mức này thì đoạn hồi sau thì chúng ta cũng sẽ là xử lý bán và cái vùng giá bán thì nó là nền giá trước thì nó cỡ là cái vùng giá uh, 42 anh chị nha. vùng giá 42 sẽ là cái vùng giá bán với Vinhome Thế còn anh chị nào mà muốn nắm giữ về dài hạn uh, với cổ phiếu Vinhome này công nhận thấy nhà đầu tư lớn họ mua rất nhiều quanh cái vùng giá uh, 41.5 tới 43 này thì ở đây chúng ta thích chúng ta vất đó nằm giữ về dài hạn vẫn được nha nhưng mà phải chấp nhận có thời điểm nó nhúng xuống ấy chứ không thể nào mà chúng ta lại muốn là nó hồi ngay được vì ở đây là mọi thứ thông tin nó đều đang xấu nên là để mà nó hồi ngay thì chưa có nó phải từ từ hồi ở đoạn sau tiếp đến là cổ phiếu Nam Long này Nam Long thì có view với chị chỉ mua ở quanh cái vùng 38.5 thôi và vẫn nói với chị là cái vùng mua đó nó chỉ là vùng mua cố thôi còn vùng mua đẹp nhất nó ở cái vùng bên dưới này là khoảng đâu đấy là 35 đến khoảng 35.5 đến 37 này vì đây là cái tín lên tín hiệu mua thế nên là nếu mà mua chuẩn điểm ấy thì thời điểm này thì coi như là cái gà nó có tín hiệu bán này thì anh chị cũng biết rồi nếu mà có hồi phục lên chúng ta có bán thì ít nhất là, là chúng ta vẫn thu hồi được gốc mới cả một gọi là ít nhất là thu hồi được gốc về tài khoản nếu mà mua chuẩn nhá anh chị nhé hiện tại là năm long tiếp đến là kdh này công nhận chia sẻ với anh chị mua ở cái vùng 31 chấm mấy này thì đó là cái vùng mua mà bên trên này thì công nghiệp cũng không view anh chị mua bất cứ cái điểm nào cả vì đánh theo trend trung hạn chúng ta chỉ mua được ở trong một cái vài cái thời điểm những cái tín hiệu này thì nó quanh những cái vùng giá mua cũng như là nền giá thôi thế nên là trong thời điểm này với KDH thì xét về buổi chiều ấy mà nó cũng đóng lên ở cái vùng giá 32.5 này thì anh chị cũng biết rồi đó là những cái thời điểm này thì coi như là chúng ta vẫn là thoát ra với cổ phiếu để thu hồi cái gốc về anh chị nhé đây là với kDh Thế còn nếu chúng ta à, có thể là chờ đến đầu tuần sau thì có thể là nó sẽ hồi lên được còn bán ngay thì cũng được nha Ít nhất là chúng ta à, mua ở quanh những cái vùng 31.5 mà bán ở 32.5 này hoặc là à, ngay sát giá sàn thì à, chúng ta vẫn thu hồi được gốc về nha. tiếp đến là cổ phiếu hDg HDg thì có view với anh chị là nó giảm xuống vùng 27.5 tới 28 thì mới mua đoạn trước nó cũng có tín hiệu thì à, ở đây thì có thể là nó cũng đang có tín hiệu bán rồi. Thì như vậy là à, anh chị sẽ chú ý những cái đoạn hồi sau. Thì chúng ta sẽ bán. Ví dụ như là những cái đoạn mà có thể là nó chỉ hồi lên quanh những cái vùng hay, sát 27 thôi. Là chúng ta sẽ bán ra với HDG. Tiếp đến là cổ phiếu SCG. Thì à, trong tuần này thì coi như tín hiệu này. Nó cũng đang xác nhận là tín hiệu bán luôn rồi. Và vùng giá công nhận view chị mua là khoảng đâu đấy là 7.2. 7.2 thì ở đây là. À, hôm nay thì coi như là cũng đang giảm rất là mạnh chung với cả thị trường khi mà có những cái thông tin à, chiến tranh ra thì nhưng mà ở đây thì công nhận vẫn đánh giá là sẽ có những cái nhịp hồi thì anh chị chúng ta sẽ xử lý bán ở trong những cái thời điểm nó rơi vào giá 6.9 nhá với cổ phiếu này Thế còn L14 thì công nghiệm đã view với anh chị là trong một vài phiên này thì chúng ta có thể bán ra rồi thì à, nếu mà anh chị kẹt thì đoạn sau hồi chúng ta sẽ xử lý thôi thì ở đây thì anh chị cũng biết rồi đó là những cái điểm mua mà công nghiệm đã chia sẻ mua thì công nghiệm đã chia sẻ bán ở trong một hai cái phiên này để mà anh chị có thể là à, chúng ta thoát ra với cổ phiếu thì à, ở đây thì à, có thể một anh chị một vài anh chị nào đấy mà kẹt thì chúng ta vẫn phải xem xét xử lý ở đoạn hồi sau nhé tiếp đến là cổ phiếu IDG thì đã view anh chị bán ở giá 5.9 là cái đoạn này rồi Thế còn c công nghiệm view anh chị mua ở trong cái vùng giá 12.76 thì ở đây là coi như là kết thúc cái phiên ngày hôm nay. Thì nó cũng đang có những cái tín hiệu bán về trung hạn 2 nhá Thì như vậy là ngay trong những cái phiên là tuần đầu tuần tới là có hồi thì cũng là à, chúng ta sẽ là cái đoạn mà chúng ta xử lý. Thì ở đây là à, quanh quanh cái giá 14. Thì ở đây là vẫn thu hồi được à, gốc cái gái ngay trong phiên chiều anh chị có bán thì vẫn thu hồi được cả gốc cả một phần lời về với EGC này. Tiếp đến là Z. Z à, thì công việc mà không chia sẻ mua ở trên này và ở đây thì chỉ yếu là view là nắm giữ thì tín hiệu bán trung bạn 2 thì nó cũng chưa có nên là vẫn có thể quan sát thêm với gì này tiếp đến là HDC này HDC công nghiệp view anh chị là chờ nó giảm về cái vùng giá là 32 đến 32.5 thì chúng ta mới mua thì ở đây là nó giảm về trong mấy cái phiên này thì có thể đã khớp rồi và ở đây thì tín hiệu này thì trong chiều nay thì khả năng là cũng đã có nhá thì anh chị chú ý là ngay trong cuối phiên chiều hoặc là trong cái phiên hồi phục ở trong tuần tới thì anh chị sẽ xử lý bạn thì hy vọng rằng là với cổ phiếu này là chúng ta để mà bán được ở bên trên giá mà hòa thì nó hơi khó và đây thì phải chấp nhận là nó gậy trung hạn hai rồi gậy trung hạn hai thì chúng ta bán để anh chị chú ý nhất là khoảng đâu đấy là cái vùng giá nó chỉ quanh đâu đấy là 31.2 nhé coi như là mua ở khoảng đâu đấy 32.2 bán ở 31.2 thì lỗ đâu đấy khoảng đâu đấy là tầm gần 5 tiếp đến là khg này khg đoạn này thì nó gãy lên nó gãy lên ở trong một phiên thì cũng đang có những cái kỳ vọng hồi nhưng mà nó vẫn không hồi ngay lập tức thì ở đây chúng ta vẫn sẽ chờ những cái nhịp hồi sau để công diện sẽ view anh chị xử lý này tiếp đến là DGS, DGS ở đây thì cũng có view anh chị mua lên giá nó chỉ trong một hai phiên nó gãy thì ở đây là tín hiệu bán nó cũng đang có ở trong tuần này rồi thì như vậy là những cái tuần sau mà nó có hồi thì công diện vẫn sẽ view anh chị để mà xem xét thoát nhé gần vùng mua thì đã chia sẻ quanh cái vùng 7.3 mấy này rồi đó là những cái thời điểm mà công diện vẫn chia sẻ với chị trên livestream đó là những cái vùng mua mà với những cái điểm đó thì giai đoạn sau này kể cả nó có xảy ra những cái tín hiệu xấu thì đoạn hồi chúng ta xử lý cũng chưa muộn vì ở đây anh chị hiểu rằng là cái quá trình mà nó hình thành lên những cái tín hiệu ấy những nhà đầu tư lớn họ mua ở trong cái vùng này thì bây giờ là họ không đỡ giá nữa khi mà gặp những cái thông tin xấu thì ở đoạn sau mà giả sử có hồi lên thì họ cũng vẫn sẽ là tạm thoát ra cổ phiếu đã tiếp đến là VPI này VPI thì chỉ có một cái vùng mua là ở trong cái vùng này thôi đó là cái vùng mua nên là nếu mà trường hợp cuối phiên này ấy, mà nó có tín hiệu như này vẫn không hồi phục lên được thì đó là những cái tín hiệu thoát ra nhé với cổ phiếu VPI này thế còn ở đây thì anh chị chú ý là công nghiệm thì cũng chia sẻ cái góc nhìn về cái điểm mua mà công nghiệm thường mua thì có thể là anh chị lại mua những cái điểm mua nó khác Thế nên là thành ra là uh, có những cái phương án mà xử lý thì nó cũng khó ở trong cái quá trình đầu tư Thế nên là ở đây thì anh chị theo dõi livestream với công nhiệm thì cũng biết rồi những cái điểm giá nào đẹp những cái điểm giá nào công nhiệm view mua giả sử có kẹt hàng thì cũng view là đoạn hồi xử lý hoặc là những cái cổ phiếu mà đã tham gia những cái điểm mua đẹp thì sẽ có nhiều cổ phiếu mà bây giờ nó có gãy thì chúng ta bán vẫn sẽ thu hồi được những cái phần lời về để nó quan trọng là chúng ta phải xây dựng được một cái danh mục đầu tư để làm sao mà nó cân bằng nhau. Vì ở đây là công nhận vẫn nói với chị rồi là trên thị trường chứng khoán nó là chỉ khoảng đâu đấy 5% nhà đầu tư thì mới chiến thắng được thị trường, 95% là số thua. Thế nên là ở đây thì nó là một cái thị trường mà đầu tư nó rất là khó và tham gia đầu tư thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn nữa chứ không phải là tất cả là cùng đều là đều là thắng được thế nên là anh chị chú ý là ở đây thì kể cả công nghiệp có chia sẻ góc nhìn về cái điểm mua nhưng mà có thể anh chị cũng vẫn sẽ mua bán kiểu khác thế nên là nhưng mà công nghiệp vẫn chia sẻ bởi vì đây là cái phương pháp mà công nghiệp đang dùng mà công nghiệp thấy nó đúng thì công nghiệp mới chia sẻ chứ nếu mà công nghiệp thấy nó sai thì công nghiệp cũng chẳng chia sẻ nhiều làm gì cả thế nên là ở đây ví dụ như VPI thì những cái điểm mua thì thường là nó phải trước những cái điểm mua trung hạn này. Thế nên là nó sẽ là rơi vào những cái tín hiệu này rồi, đó là những cái nền giá. Thế thì anh chị theo dõi thì cũng biết, đó là cái vùng ví dụ có mua để mua vùng, vùng 53 này, thời điểm này có gãy thì nó đang là 5556 này, chúng ta có bán thì vẫn là thu hồi được cái phần gốc về. Thì đầu tư thì cái điểm mua nó cũng quan trọng, thì điểm bán thì dĩ nhiên là nó cũng quan trọng rồi. Thế nên là ở đây thì công nhiệm vẫn uh, chia sẻ view mặc dù là hôm nay tài sản coi như là từ tết đến trước tết đến giờ nắm giữ để coi như là nó lại trở về hòa không thu được cái thành quả gì thế nhưng mà thị trường chứng khoán nó là vậy và vẫn chấp nhận vui vẻ để mà chiến đấu tiếp với thị trường này thế nên là ở đây thì trên live stream thì cũng chủ yếu là đồng hành cùng với anh chị để chúng ta có thêm những cái động lực để mà tham gia với thị trường này đầu tư chứng khoán này lâu dài thế còn giả sử nhưng mà uh, anh chị cũng biết rồi đó là thị trường thì có người thắng người thua và nó có sự đào thải rất là cao thế đây là giả sử anh chị nào mà chúng ta có tham gia điểm mua mà chúng ta có bị thua lỗ thì anh chị cũng nên hiểu rằng là công nhiệm thì không muốn cái điều đó mà đây thì công nhiệm chủ yếu làm sao mà uh, chia sẻ với chị những cái góc nhìn để anh chị có thể tham gia mua vào với cổ phiếu mua vào với một danh mục cổ phiếu để kiếm lợi nhuận thế còn có những cái cổ phiếu mà sẽ xảy ra những cái quá trình mà à, Thua lỗ Nhưng mà ở đây chị hiểu rằng là Nếu mà nó vùng giá tốt Thì chúng ta sẽ sẵn sàng chúng ta nắm giữ nha Thế còn Giả sử như là uh, Cổ phiếu mà nó lại không phải vùng giá tốt Thì chúng ta sẵn sàng chúng ta bán đi nha Anh chị chú ý là như vậy Khi mà Nó đã có tín hiệu bán Ví dụ như đoạn uh, Nãy để có view là cổ phiếu Vinhome ấy Thì nhà đầu tư lớn họ mua rất nhiều giá này Nên là chúng ta thích Chúng ta vẫn gồng được Giống như là những cái cổ phiếu như Kể cả như là kdh hay là nam long ở đoạn trước đây thì những cái thời điểm mà nó nó đã giảm rất là mạnh rồi xuống những cái vùng giá nhà đầu tư lớn họ mua này có thể có thời điểm nó nhúng xuống lỗ nhưng mà nhà đầu tư lớn họ mua ở cái vùng giá nào ấy, giai đoạn sau này thì kiểu gì khi thị trường ổn định trở lại rồi thì người ta vẫn phải uh, chi tiền để người ta kéo lên để để mà uh, với cái định giá cổ phiếu hấp dẫn quá thì sẽ có những khi mà dừng bán rồi dừng bán hết cái lực bán rồi thì lại có cầu mới cầu mới thì tự nó khắc đẩy giá lên ở giai đoạn sau này Thế nên là chúng ta mà đã xác định với những cái cổ phiếu giả sử như là Vinhome chẳng hạn thì đến cái vùng giá này chúng ta có thể nằm giữ luôn Thế còn những cái cổ phiếu nào mà giả sử nó tăng quá lên trên rồi thì công nhận sẽ không khuyên anh chị nằm giữ tiếp nha nó giống như kể cả ngay kể cả Năm Long ở thời điểm này thì công nghiệp cũng không khuyên làm giữ tiếp nếu mà là những cái tín hiệu bán như này. Hay là KDH cũng vậy nha. Không khuyên làm giữ tiếp đâu. Rồi tiếp đến ở đây thì công nghiệp sẽ đi đến tiếp với những cái cổ phiếu tiếp này. EVG à, thì ở đây thì đoạn trước thì cũng có những cái tín hiệu thực chiến bán rồi. Còn tín hiệu mùa mới thì thực sự bây giờ thì chắc chắn là chưa có rồi. Phải chờ thêm rồi. OGC thì cũng có view với anh chị mua ở trong cái nền giá đoạn trước nhưng mà nó gãy nền này thì công nghiệp cũng view với chị là nó gãy nền rồi thì chúng ta sẽ xét bán ra với cổ phiếu ấy OGC cần mua mới thì chưa nhá TDC thì cũng chưa có tín hiệu mua nên nó vẫn khuyên anh chị chờ thêm này tiếp đến là cổ phiếu DTD DTD ở đây thì anh chị cũng biết rồi công nghiệp chỉ view anh chị mua duy nhất ở một cái điểm mà quanh những cái vùng giá khoảng 24.5 thôi và cái điểm đó thì công nghiệp vẫn nói với anh chị là mới là cái điểm mà rủi ro thấp nhất ở trong cái quá trình đầu tư chứng khoán và khi mà nó đi đúng hướng rồi thì chúng ta vẫn cứ gồng. Thì ở đây là hôm nay thì coi như là đến thời điểm mà uh, phiên hôm nay thì nó đang có tín hiệu bán rồi. Thì như vậy là uh, quanh cái vùng mua ở đây chị hiểu rằng quanh cái vùng mua 24.5 này lên đến tận 31 rồi mà gồng theo trend trung hạn nó còn gãy. Thế nên là trong đầu tư chứng khoán này thì chị hiểu rằng là nếu mà chúng ta không tham gia được chuẩn những cái vùng giá mua cùng với cả thị trường chung cũng như là không xây xây dựng được một cái danh mục từ đầu và không tham gia à, được những cái điểm giá đẹp mà chúng ta cứ ra ra và vào thì kể cả có nhảy qua bất kỳ kỳ cổ phiếu nào ở đoạn sau này thì chúng ta cũng vướng phải những cái thời điểm mà thông tin xấu cả thị trường nó giảm thì tài sản của chúng ta cũng mất đi Thế nên là coi như ở đây là với những cái điểm mua chuẩn ở đây mà coi như đến thời điểm này vẫn phải còn chấp nhận để mà có hồi chốt là bán hòa chứ không phải là 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 chúng ta thắng được Thế nên là trong đầu tư chứng khoán này nó khó là như vậy nó rất khó còn đánh ngắn thì thì nhìn thì cảm giác là là ăn đấy nhưng mà anh chị cũng biết rồi đó là ví dụ đoạn này chúng ta có nhảy vào chúng ta mua thì có khi xuống đây là cắt rồi ở đây mua thì xuống đây là cắt thế là mất ngay một cái đoạn à, lợi nhuận rồi coi như là mất ngay những cái khoản mà thua lỗ rồi ngay cả đoạn này như vậy là ba bốn lần này thì cũng coi như là cắt và đoạn này có kiếm được chút lợi nhuận thì nó cũng chỉ bù cho cái đoạn này thôi hoặc là có khi là 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 mấy cái đoạn này cắt lỗ khoảng đâu đấy là, là chục hơn chục phần trăm mà cái đoạn này kiếm lời, này cái đoạn này kiếm lời được đâu đấy là tầm đâu đấy là tầm 11% thì coi như vẫn hòa nha nên là đánh dù đánh trung hạn hay là đánh về những cái điểm mà uh, ngắn hạn thì nhưng mà anh chị đều thấy là nó sẽ đều hòa cả, thế nhưng mà ít nhất là nếu mà chúng ta tham gia vào trung hạn hành động của chúng ta chậm ấy, thì chúng ta còn hành động được chứ anh chị mà làm sao mà anh chị nhảy vào anh chị mua một cái ngắn này ở đây anh chị làm sao mà hành động bán kịp vì chỉ trong một phiên thôi có thời điểm nó giảm luôn hay ví dụ như đoạn này thì chúng ta có khi còn chưa kịp bán mà nó lại quay trở lại nó giảm ở đoạn sau này thì chúng ta không bán được giá cho nên là ở đây thì công nghiệm view chủ yếu đánh trung hạn vì nó hành động nó chậm cũng như là với những anh chị mà chúng ta có bận công việc ấy mà chúng ta đánh trung hạn thì chúng ta giả sử chúng ta không xử lý được uh, ngay trong một phiên thì đoạn sau nó hồi chúng ta xử lý thì cũng không muộn. Thế nên là uh, hoặc là tham gia điểm mua cũng vậy. Ví dụ như là bình thường ở đây nó có điểm mua thì công dịệm thường khuyên là chờ mua trong những cái vùng nền giá để làm sao mà chúng ta tham gia được cái giá tốt hơn. Và khi mà đoạn sau này có gồng theo, ví dụ như là cái sóng này thì nó gãy nhưng mà giả sử mà lại gồng theo được những cái sóng lớn như này gồng theo được những cái sóng lớn như này thì anh chị biết rồi. Nếu mà tham gia được sóng mà lại ăn được từ những cái sóng ví dụ mua được ở 11 mà bán theo trung hạn 2 mà được ở 25 thì như vậy thì anh chị cũng biết rồi. Đó là công nghiệm thì chỉ hướng tới những cái chen đánh như vậy. Và đây thì nó không được thì mình mình vẫn phải chấp nhận vui vẻ thôi, bởi vì đó mới là thị trường và cái phương pháp mình sử dụng mình chia sẻ làm sao mà để giúp anh chị chúng ta tham gia mua được đúng điểm cũng như là nếu mà có bán thì chúng ta à, cũng là bán đúng điểm nha ở đây anh chị phải hiểu rằng là đúng điểm này, chứ không phải sai điểm đâu chứ còn với anh chị là sẽ nghĩ rằng là à, bán ở trên này thu được lợi nhuận về là mới đúng điểm nhưng mà với công nghiệp là không phải như vậy vì ở đây là công nghiệp nếu mà như vậy thì thành ra là chúng ta sẽ lại có những cái thời điểm chúng ta chỉ bán được ở đoạn ngắn mà chúng ta không ăn được một cái lợi nhuận lớn để chúng ta có cơ hội gia tăng tài sản cũng như là là chúng ta có những cái bù đắp những cái lần sai Thế là với công nghiệm hiện tại với phương pháp sử dụng thì công nghiệm sử dụng như nào để công nghiệm vẫn view để anh chị chúng ta có thể nắm bắt được cái góc nhìn tiếp đến là cổ phiếu TG này thì cái vùng mua công nghiệm view anh chị là khoảng 11.8 đến 12 ở cái sóng này thế nhưng mà đây thì anh chị cũng biết rồi tín hiệu này là gãy gãy thì mấy phiên hồi sau chính là cái đoạn mà chúng ta bán nhưng mà cái vùng giá này nó không phải cái vùng giá đẹp nhất của một cái chen sóng vì khởi đầu sóng của nó ở dưới cái nền giá này mới là chuẩn điểm mua vì đây là tín hiệu mua trung hạn 2 mà chúng ta tham gia thường là trung hạn 1 như vậy là nếu có mua thì cũng phải mua cạnh ở trong những cái đoạn này 10.17 thì nó mới đủ cái độ an toàn để cho chúng ta tham gia một cái chen sóng mà không bị thua lỗ anh chị chú ý là như vậy với cái quá trình mà chúng ta tham gia mà để không bị thua lỗ thì chúng ta chỉ có tham gia những cái cách như vậy thôi cũng như là khi mà thua lỗ nhỏ thì đến những cái sóng lớn chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chúng ta gồng thì chúng ta mới ăn được những cái sóng mà nó nhân đôi nhân ba tài khoản để chúng ta mới có cơ hội gia tăng thế nên là ở đây thì công nhiệm view để anh chị hiểu được cái cách mà công nhiệm sử dụng chứ có thể là anh chị vẫn thấy sai thế nhưng mà công nhiệm thì vẫn làm như vậy thôi và công nhiệm vẫn thấy như nào là đúng với mình và phù hợp với tính cách của mình thì công nhiệm sẽ theo phương án đó thế còn anh chị thì có thể là chúng ta muốn là đầu tư ở trên trung hạn thì gặp khó để chúng ta cũng là bán ngắn hạn thế thành ra là coi như là cái phương pháp của chúng ta lúc thì ngắn sau đó không được không ăn được sau đó thì chúng ta lại chuyển sang là phương án đầu tư trung hạn để mà đầu tư nhưng mà cuối cùng cũng không ăn được thế cuối cùng là chúng ta thôi chúng ta nghỉ luôn đầu tư thế nên là ở đây thì công nghệ mà thấy là trong quá trình đầu tư thì cái quá trình mà phải kiên nhẫn với những cái phương pháp mình sử dụng đó mặc dù là có thể trong ngắn hạn nó không kiếm được lợi nhuận nhưng mà công nghiệp vẫn thấy rằng trong trung hạn dài hạn thì nó vẫn sẽ là những cái phương án mà đầu tư thì công nghiệp thấy là nó vẫn là tối ưu tiếp tế là ITC này ITC thì có chia sẻ với anh chị là nền giá những cái nền giá này để mua ấy anh chị theo dõi thì cũng biết hoặc là cái nền giá này mà đây thì coi như là nó gãy rồi nó gãy thì những cái đoạn hồi sau chúng ta sẽ xử lý bán thôi đó là những cái đoạn mà chúng ta sẽ thoát ra với cổ phiếu. Có thể là mua nền này thì hồi đến đây thì hòa, chúng ta bán hòa nó dễ hơn là cái việc mà mua ở đây. Mua đây rủi ro hơn nó là nếu mà bán ở dưới cái đoạn hòa dưới này của những cái ông mà mua lên dưới này thì như vậy là lỗ nhẹ. Thế nên là ở đây thì cái phương án thì làm sao mà lúc nào cũng hướng tới với anh chị là với cái điểm mua thì nó cũng là nền dưới này để mà chúng ta đầu tư cho nó an toàn. NGC NGC thì cái vùng giá mà 4.9 đến 5 thì coi như là cũng đã gãy rồi thì như vậy là những cái đoạn hồi sau thì chúng ta vẫn là cái phương án xử lý thôi đó là những cái vùng giá khoảng 4.6 đó là cái vùng giá mà sẽ xử lý bán NHA NHA thì ở đây là trong với cái tín hiệu hiện tại đang giảm 6.6% này thì coi như là nó cũng là những cái tín hiệu bán với NHA Thế còn vùng giá công diện chia sẻ chị mua chỉ có duy nhất là vùng về 17.3 này 17.4 đó thì chỉ có cái giá đó thì nó mới là cái giá mà an toàn nhất ở trong quá trình đầu tư Thế nên là giả sử như ở trong cái phiên hôm nay là với tín hiệu như này thì chỉ không biết rồi đó là ví dụ đây là nó chưa giảm sàn mà ở đây là anh chị xem xét xem nó có dư bán sàn không nếu mà nó mà đang có chiều hướng dư bán sàn đấy thì chị sẵn sàng có thể đặt bán giá sàn là ngày hôm nay nhé thì có thể là từ nay đến cuối phiên nó khớp chẳng hạn thì như vậy là mua chuẩn điểm thì chúng ta vẫn thu hồi được cái gốc mấy cả một phần lời về để chúng ta chờ những cái sóng nào mà ăn được những cái lợi nhuận nhiều hơn nhé chứ không thể nào mà lúc nào chúng ta muốn là sóng nào ăn nhiều thì nó hơi khó đó ví dụ như là cái sóng trước mà kể cả ví dụ như anh chị có mua thì công nhiệm nếu mà à, theo cái phương pháp mà công nghiệm đang dùng thì cũng chỉ yếu là chia sẻ mỗi ở cái vùng 12.4 này thôi thế còn ở đây nó có tín hiệu bán được ạ nó xác nhận thì ví dụ như là có tín hiệu bán xác nhận thì chúng ta sẽ nếu mà giả sử nó không giảm mạnh ấy, thì ở đây thì thường là công nhận sẽ khuyên là chị bán luôn bán luôn vì dù sao là nó có tín hiệu bán ở tuần này rồi mà vẫn đang có lời chúng ta sẵn sàng chúng ta kết thúc tuần rồi chúng ta tuần sau mở phiên chúng ta bán luôn Thế còn ở đây thì với cái phương án hôm nay thì coi như là mua ở cái vùng này thì tới phương án ngày hôm nay thì hôm nay là thứ sáu thứ sáu mà phiên chiều này thì sẽ là kết thúc phiên mà bỗng dưng là đang có chiều hướng là dư bán sàn một ít rồi mình sẵn sàng mình bán ra sàn để cho nó dễ khớp để mình thu cái gốc với cả cái phần một phần lời về tài khoản lấy giờ thì chưa có điểm mua này là BB cổ phiếu này thì nó có tín hiệu từ sóng trước rồi Nên bây giờ thì nó vẫn đang là những cái tín hiệu cảnh báo thôi có thể chờ đến hôm sau bán được còn giả sử mà có mua thì cũng chủ yếu là điểm mua từ giai đoạn trước đây thôi Quanh quanh những cái nền giá thôi đó. Đó, cũng chỉ quanh cái vùng 13.8 thôi Gồng đến tận tuần này cái tuần này tuần sau bán cũng chưa muộn À, bây giờ thì vẫn view anh chị là chưa có điểm mua chúng ta không nhất thiết phải bắt đáy chúng ta chờ thêm SSH công nghiệm có view anh chị mua ở giá 65 này 65 nhưng mà với yếu tố thị trường như này thì anh chị biết rồi là bây giờ là chúng ta xác định là thôi thoát ra nhá trước là nó giảm xuống đây là công nghiệm có view anh chị là mua ở 65 ấy nhưng mà với tín hiệu này thì thôi bây giờ là thoát thôi để mà thu cái tiền về đã rồi tính sau VC7 thì cũng chưa view mua Đoạn trước là có view chờ nhưng mà công diện view là không mua nữa rồi nhá anh chị chú ý IPA thì cũng có những cái phiên thực chiến là đoạn này rồi thì tuy nhiên thì nếu mà anh chị kẹt thì có khi phải vẫn phải chờ hồi đoạn sau thôi Thế còn những cái phiên công diện view anh chị mua 15.65 này thì một vài cái phiên này thì công diện cũng có nói là anh chị thôi thoát ra bán bảo toàn vốn CSC CSC ở đây là công việc chỉ view chị mua duy nhất ở giá 28.5 thì bây giờ là 27.5 rồi như vậy là anh chị cũng biết rồi nếu mà cuối phiên này nó đóng đến như này vẫn không hồi được thì anh chị cũng biết là đặt bán ở quanh những cái vùng giá khoảng rồi đầy 28 rồi để mà thiệt hại nhỏ nhất nhé có thể là ngay trong tuần tới nó hồi lên cái là chúng ta dễ khớp được nhóm cao su thì gần như là công nghiệp ít khi view mua ở trên này gần như không có công nghiệp chỉ view với anh chị là những cái chen sóng của nó ở dưới chân này thì mới mua thôi còn nhóm này thì nếu mà xét về trung hạn thì vẫn giờ bây giờ thì vẫn là gồng tiếp rồi. phg giờ cũng có tín hiệu rồi Đấy nhưng mà có thể là gồng đoạn hồi sau thì bạn nếu mà mua ở chuẩn những cái vùng 48.5 mà đoạn trước công nghiệp bill anh chị mua ấy thì bây giờ đoạn này để coi như là ví dụ như chiều hôm nay thích thì bán luôn cũng được bán luôn ở giá phiên chiều này cũng được mà không thì chờ phiên tuần sau nó hồi thì bạn À, DGC thì cũng đang có tín hiệu rồi, đây là một là bán luôn, hai là chờ hồi. Và đoạn trên này thì cũng có nói với anh chị mà nắm giữ với cái dòng cổ phiếu cao su rồi thì cũng đều nói là nó tăng rất là nhiều rồi, mấy chục phần trăm rồi. Mà đoạn này là cái đoạn mà nó có chiều hướng đang ngoài biên trên Ben để lúc đó công nghiệm cũng có nói với anh chị là nếu mà không xác định về trung hạn thì chúng ta phải phải bán hoặc là không tham gia được giá tốt điểm mua chuẩn về trung hạn thì chúng ta phải bán ra thì không là nó quay trở lại nó giảm thì ở đây là những cái thời điểm trên này thì cũng có nói rồi thì bây giờ thì cũng vậy thôi thì còn về trung hạn thì coi như là hôm nay nó có gãy thì những cái điểm mùa ở dưới này nó vẫn là những cái điểm mùa mà an toàn Đấy anh chị chúng ta theo dõi thì chúng ta cố gắng ở giai đoạn sau thôi chứ còn ở đây là công nghiệm mà chia sẻ thì vẫn là với những cái phương án mà công nghiệm thấy là nó là là chuẩn thì công nghiệm mới chia sẻ Tiếp đến là DJI thì cũng có chỉ view ở quanh những cái vùng 7.1 này là view mua thôi. Còn bây giờ tín hiệu bán này nó cũng chưa có. nên là view vẫn chủ yếu là gồng tiếp chờ với cổ phiếu này. Tiếp đến là nhóm chứng khoán này. Chứng khoán thì VND thì nó cũng gãy hơi nhanh. Đấy là chúng ta mà kẹt thì lại sẽ chờ hồi đoạn sau chúng ta xử lý thôi. Nó có giảm mạnh thì đoạn này nó hồi thì chúng ta sẽ xử lý ở đoạn sau này thôi. Em chỉ hiểu rằng là như vậy tiếp đến là SSI này SSI thì công nhận thấy là vùng giá mua thì nó chỉ có chuẩn là 32.5 này thôi đoạn trước thì cũng có nói với chị đoạn này rồi đó là trên này mua không chuẩn điểm thì nó rủi ro nên là với SSI này thì nếu mà mua chuẩn ở vùng này thì coi như là đến phiên chiều này thì cũng là cái thời điểm mà cần phải xem xét để mà thoát ra với cổ phiếu rồi với SSI này SHS SHS ở đây là cái vùng giá công diện view chị mua là chỉ có mấy cái phiên này thôi Đấy, từ cái vùng 17 chấm mấy đến 18 này thì công diện mới thấy là cái điểm đó an toàn còn trên này công diện không view mua đây là đoạn này là 17.3 rồi 17.3 thì ở đây là có thể là chúng ta đặt sẵn là cái giá mà nó hồi lên là chúng ta bán ví dụ như là chúng ta có mua 18 là chuẩn chuẩn cái vùng giá mà công diện view ấy thì đoạn này chúng ta không ăn được thì chúng ta phải chấp nhận là là bán hòa thôi VCI, VCI nếu mà công nghiệp chia sẻ mua thì cũng chỉ có đoạn nền giá này thôi. Thì bây giờ là nó có tín hiệu này, một là phiên chiều bán luôn, không thì chờ mấy phiên sau nó hỏi bạn. Còn những anh chị thì công điện thấy là có khi phần lớn là chúng ta lại hay đua ở trên này. Thì công điện vẫn nói với anh chị là không chuẩn điểm. Không chuẩn điểm. Mặc dù là có cổ phiếu nó còn có thể tăng. Thế nhưng mà chúng ta không biết nó tăng tới đâu mà thị trường chứng khoán nó là rủi ro. Mà nó rủi ro thì anh chị biết rồi. Đó là chúng ta muốn tránh rủi ro thì chúng ta chỉ có mua được những cái vùng giá mà chuẩn lên giá chuẩn điểm thì cái phương án rủi ro nó mới quản trị được chứ còn bên trên này thì thực sự là không quản trị được rủi ro luôn tiếp đến là HCM này HCM cũng đang có tín hiệu rồi thì ở đây là một là chúng ta bán ngay hai là chúng ta hồi bán điểm mua thì là công nghệ vẫn nói với chị rồi chỉ có mỗi cái vùng dưới này thôi trên này cũng chẳng có cái điểm nào để mua cả đấy là cái phương án đầu tư nó rõ ràng là như vậy chứ không phải là trên này công nhận cũng bảo mua mà trên này cũng mua rồi trên này cũng mua thì thì thành ra là là, là nó chẳng tuân thủ một cái phương pháp nào cả mà đây là phương pháp đó là mua ở trong những cái điểm mua với chiến lược 1 sau đó nếu nó hình thành được cái chiến lược 2 thì chúng ta sẽ gồng theo chiến lược 2 và giả sử chiến lược 2 có tín hiệu bán thì như vậy là chúng ta phải xem xét xử lý bán nó chỉ có như vậy thôi Thế còn chiến lược 1 thì Dĩ nhiên là vùng mua là dưới này rồi 21.5 Thế còn bây giờ là uh, thoát ra ngay thì là coi như là 25 ở phía đầu uh, phiên chiều và cuối phiên chiều mà nó kể cả nó có gần sàn thì cũng là thời điểm mà bán cũng được vì trong đầu tư để công nghiệp vẫn hướng tới là đánh theo những cái chiến lược trung hạn này thôi Thế còn uh, những cái thời điểm mà giả sử như ở đoạn trên này ấy, ví dụ đoạn trên này nó tăng này đó, thì chúng ta thường là chúng ta có thể thích thì chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận 1 phần 2 còn 1 phần 2 còn lại chúng ta gồng tiếp thì nó sẽ tối ưu hơn thế còn nhưng mà cái phần lợi nhuận đó thì cũng phải cỡ khi mà anh chị đạt được những cái mức lợi nhuận công nhận đánh giá là nó khoảng 15 trở lên thì chúng ta hãng hiện thực hóa cái lợi nhuận 1 phần 2 đó để mà chúng ta uh, 1 phần 2 còn lại thì uh, chúng ta cứ gồng theo thôi. thế còn gồng theo hết cũng được thì ở đây là gồng theo hết thì là Liều thì ăn nhiều thôi. Đó, liều thì ăn nhiều. Giống như là có thể cái sóng trước. Những cái điểm mua của nó ở đây là cái đoạn lên giá quanh đoạn này là 14.1 chẳng hạn thì gồng hạt luôn đến tận 20. Đó, chỉ có như vậy thôi. Liều thì nó sẽ ăn nhiều luôn là một cục luôn. Thì còn không thì thì cứ đoạn tăng này là cứ phải 15% là bán một phần 2, còn có tín hiệu sau này thì bán hết. Tiếp đến là những cái cổ phiếu khác này, VX Vậy thì công diện chia sẻ với chị mua là nó chỉ ở đoạn nền giá đoạn này thôi là lúc đó là nhà đầu tư lớn mua nhiều thì công diện cũng có nói với chị rồi ở cái vùng 17 là nhà đầu tư lớn mua nhiều thì cỡ là cái vùng 17.5 thì chúng ta vẫn còn chấp nhận mua được đấy còn ở đây thì anh chị biết rồi đấy thì nó coi như là ngay kể cả mua cái giá có khi 17 đến bây giờ là vẫn còn đang lỗ nên là trong đầu tư chứng khoán này mua đúng điểm mà chờ khi mà tín hiệu bán này có khi là là vẫn còn lỗ chứ không phải là đùa đâu. Đây là anh chị chú ý là đầu tư chứng khoán nó cực kỳ rủi ro là như vậy. Còn anh chị thì thường là chúng ta vẫn sẽ suy nghĩ rằng là đoạn này tăng lên thì tôi bán rồi. Nhưng mà có khi là tăng lên bán rồi nhưng mà thấy thị trường tăng tiếp thì chúng ta lại đùa trên mấy cái phiên này. Cho đó thì 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 bị lỗ ngược nhé. Đây anh chị chú ý rằng là là là, là à, ai chẳng biết là nên trên này anh chị có thể bán chốt được cái phần lợi nhuận rồi. Nhưng mà giả sử anh chị không tham gia VX, anh chị có tham gia bất kỳ cổ phiếu nào thì nó cũng giảm thì đồng nghĩa với việc là nó cũng như nhau hết. Tiếp đến là MBS này. MBS thì nó chỉ có vùng mua ở dưới này thôi, 22. Thì uh, bây giờ thì tín hiệu này thì coi như là bán thì cũng chưa có. Thế nên là nếu mà bán chung với thị trường thì ở đây là những cái thời điểm này thì cũng phải chú ý cái phiên chiều. Còn không thì phải, nếu mà mua được chuẩn điểm thì mới là cố gồng anh chị nhá, cố gồng để chờ ấy. Thì ở đây tín hiệu bán thì chưa có, đây là thị trường ổn cái mà nó lỡ nó test đỉnh thì như vậy là tín hiệu bán chưa có mà vừa bán xong thì nó lại quay lại test đỉnh, Thế đoạn sau nó lại có tín hiệu bán sau. Cổ phiếu BSI thì đã kỳ vọng với anh chị vùng này trên đỉnh rồi, Thế là nó cũng chưa có cái nhịp nào test đỉnh cả mà nó đang có tín hiệu bán luôn rồi. Ví dụ như ngày hôm nay là có tín hiệu bán luôn thì như vậy là sàn thì cũng phải bán, ví dụ như là nắm giữ ở trong cái quá trình dưới này tín hiệu mua thì đến hôm nay mà nó xác nhận tín hiệu này thì sàn cũng phải bán chứ không phải là là không bán anh chị nhá. Nên là đầu tư thì thực sự là là nó khó chứ không phải dễ. FTS cũng có view với chị là vùng này trên đỉnh rồi. Là kỳ vọng là sẽ thoát ra với FTS. Còn với tín hiệu này thì thường là anh chị có mua được cái điểm dưới này ấy thì cũng là trên này thì cũng là một là là bán ngay trong phiên chiều, hai thì sang tuần nó có hồi lên chút thì cũng là bán. APS thì hôm trước công nhận view chị bán rồi này. OZ, OZ thì cũng chia sẻ vùng mua ở đây. Đấy, thì coi như bây giờ này, xác nhận tín hiệu này thì coi như là đoạn hồi sau thì thì cũng là xử lý bán thôi chứ chẳng có phương án nào cả. Đấy, chỉ có một cái phương án là mua ở 14.9 thì bây giờ tầm 14.7 thì có khi là cũng bán. Thế còn nếu mà có sóng mà ăn được lớn như này thì ai chẳng muốn anh chị đúng không? Đầu tư thì chúng ta ai mà chẳng muốn là ăn được cái sóng này Thế nhưng mà vì đây nó nó xảy ra những cái kịch bản địa chính trị mà nó bị bán như này thì coi như nó gãy, nó gãy thì chúng ta vẫn phải phải chấp nhận thôi. Tiếp đến là CTS này, CTS thì chưa có tín hiệu nhưng hôm trước thì cũng kỳ vọng với chị bán ở trên này vùng đỉnh rồi, anh chị theo dõi thì cũng biết. vùng mua thì nó chỉ có vùng dưới này thôi, nó mới là cái điểm an toàn nhất thôi. Về công nghiệm là như vậy. Còn tín hiệu xác nhận bán ở đây thì chưa có, tiếp đến là SBS này SBS thì có cái nền giá này là mua cái nền giá này thì công nhiệm cũng nói là quản trị rủi ro cao nhất là bán hòa thế còn bị kẹt thì lại phải chờ những cái đoạn nó hồi thôi giống như là nó có giảm này thì lại phải chờ nó hồi hồi đoạn sau này thì thì mình lại nhảy ra mình bán thôi không có cách nào khác cả AGZ AGZ đây thì cái vùng mua của nó ở đoạn này Đấy, cái đoạn mà công nhiệm chia sẻ với anh chị là nó chỉ có cái đường ngang ngang này là cái vùng nhà đầu tư lớn mua nhiều thôi khoảng 16.5 thì tín hiệu này thì kể cả cuối phiên ở đây nó đang sàn đây nó đang sàn ở đây thì thích thì vẫn lôi ra bán được nếu mà chưa dư bán sàn thế còn hôm nay nó có sàn thì tuần sau mà nó hồi thì anh chị thường chúng ta sợ là, tuần sau nó sẽ sàn tiếp nhưng công điểm vẫn thấy là đoạn này khả năng nó vẫn hồi được thì thích thì bán ở trên này thế nên là cái điểm mua thì công nghiệm vẫn nói với anh chị là cái rủi ro là thấp là như vậy và kỳ vọng lợi nhuận cao thế nhưng mà không phải sóng nào cũng kỳ vọng lợi nhuận cao được có sóng thì nó phải chấp nhận là xử lý theo đúng cái phương pháp này còn sóng thì thì ăn dày thôi chứ không có phải là sóng nào cũng lợi nhuận cao thì như vậy thì chẳng mấy chốc là thành tỷ phú thế giới rồi tiếp đến là VDS này VDS thì chỉ có vùng mua dưới này thôi còn đoạn này thì cũng đang tính tới những cái đoạn mà tín hiệu bán đây rồi thì tính tới cái đoạn mà thoát thôi BVS cổ phiếu BVS thì có vùng mua ở dưới này thì ở đây là nó cũng đang có những cái tín hiệu như này rồi thì đây là có hồi lên là cũng vẫn là cái phương án thoát thôi. thì còn vùng mua thì nó chỉ có dưới này là an toàn thôi. APG APG thì chỉ có vùng mua ở đoạn này thôi thì còn tín hiệu ở đây bán thì cũng chưa có thì còn bán luôn cũng được mà chờ hồi thì cũng được hoặc là chờ phiên sau xác nhận tín hiệu bán thì cũng được nhé VG thì cũng có thực chiến với anh chị là nó gãy nền thì cái view bán rồi tiếp đến là AS này AS thì cũng đã gãy nền rồi. Đây là đoạn này thì tín hiệu này thì cũng đang có rồi. Đây là tuần tới mà có hồi tí là cũng là phương án là thoát thế thôi. Với cổ phiếu này là 8 khoảng 8.48, 8.5 này. Là thoát. còn vùng mua thì chia sẻ với anh chị mua lên giá rồi, khoảng 8.8. VFS thì cũng có view anh chị là thoát ở trong những cái phiên buổi livestream trước. EVS cũng khuyên thoát ở những cái buổi livestream trước vì cái nền giá ở đây nó gãy ở cái phiên này thì công nhận thấy hai phiên hồi mấy phiên hồi này công nhận khuyên anh chị bán ra TVB TVB thì tín hiệu này thì cũng đang là bán rồi thì còn tín hiệu mua thì nó chỉ có đoạn này thôi nhóm công nghệ thì FPT thì cũng có kỳ vọng với anh chị là vùng đỉnh rồi thì còn tín hiệu bán xác nhận thì nó cũng chưa có nếu mà chuẩn theo chiến lược 2 mà mua được ở cái vùng giá mà cỡ cỡ cái vùng 69 đến 70 này tín hiệu bán này nó chưa xác nhận nên là nếu mà anh chị mua được dưới này thì cứ gồng thì vẫn được. Đấy, còn bao giờ có tín hiệu bán xác nhận thì công nhận sẽ view. Thế còn Viettel thì công nhận kỳ vọng bán với anh chị ở trên cái vùng đỉnh này rồi. Thế còn bây giờ thì coi như là tín hiệu này là xác nhận. Xác nhận thì cái vùng mua ở đây là cỡ là cái vùng 48 đúng không? Thì coi như là tới phiên ngày hôm nay cũng là cái phiên mà thoát ra để mà thu hồi cả gốc cả lời về. Đấy, không gồng được trung hạn, coi như là trên trung hạn kết thúc rồi. Kết thúc thì bán thôi. Thì ở trên này thì công nghiệp đã kỳ vọng với chị là vùng đỉnh rồi. Để chúng ta có kỳ vọng đỉnh thì chúng ta bán được ở đỉnh thì nó ngon hơn. Còn ở đây thì coi như là nó kết thúc này thì cũng vẫn phải bán thôi. Không bán ngày hôm nay thì lại phải canh những cái phiên hồi thôi để bán. VGI cũng có kỳ vọng trên này vùng đỉnh rồi này. SAM để đoạn trước cũng có view bán là tín hiệu mua mới chưa có. LC thì cũng tín hiệu này thì coi như là cũng thoát ra anh chị nhé, Chứ không nắm giữ nữa này. Coi như là tín hiệu này cũng thoát thôi. Thì còn hôm trước thì cũng có kỳ vọng trên này nó cũng gần tới đỉnh rồi. Thì là coi như tín hiệu này xác nhận. Thì còn vùng mua trung hạn thì anh chị cũng biết rồi. Là nếu mà chuẩn điểm thì chúng ta phải tham gia được trước cái điểm mua này. Nó mới là chuẩn điểm. Thì như vậy là đã chuẩn điểm này phải cỡ là cái vùng 6.6 này. Nó mới là chuẩn điểm mua và gồng theo chiến lược trung hạn 2. Thì bây giờ 6.6 thì coi như cũng bán là hai chục vẫn đâu đấy là nhìn vậy nhưng mà cũng x3 ấy nên là chúng ta ở đây thì công nghiệm nói với anh chị rồi là đầu tư theo trung hạn này nhìn thì nó rất là dễ nhưng mà đánh nó rất là khó ở cái đó là chúng ta cứ suốt ngày ngắm thị trường quá nhiều nhìn cổ phiếu này mạnh nhìn cổ phiếu kia mạnh nhưng mà cổ phiếu nó đang đi đúng hướng thì chúng ta lại chỉ muốn bán để chốt lời ra sau đó thì thu cái tiền về lại đi lao vào những cái cổ phiếu khác nhưng mà cuối cùng thì những cái cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ thì nó vẫn đi đúng hướng và nó cứ tăng thế nên là giả sử cổ phiếu nào nó vẫn đang đi đúng hướng thì công việc vẫn khuyên anh chị gồng thôi vẫn nắm giữ chứ không lẽ là chúng ta nó đang đi đúng hướng mà nó chưa gãy thì chúng ta tự dưng lôi ra bán lại là vào những cái cổ phiếu khác thì làm sao có những cái cơ hội mà 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 tăng được ăn được vài chục phần trăm ST8 ST8 chưa view anh chị chúng ta mua cái đoạn này thì cũng có mấy bạn hỏi bắt đáy nhưng công nghiệp có nói là có hồi lên thì cả mà họ vẫn dập xuống thôi bởi vì là làm sao mà họ đăng cái đà đao chen này họ phải tranh thủ dập xuống để được cái giá tốt nhất mà họ mua với cổ phiếu nên tín hiệu mua này nó chưa có chúng ta có bắt đáy ở ngay cái giá 10.5 này thì để làm giữ dài hạn cũng chưa được tiếp đấy là nhóm dầu khí này AVS. EVS thì nếu mà chuẩn sóng mà mua được cái sóng này thì coi như trên này thì cũng vẫn còn nắm được nhưng mà đây là đang đánh ngắn đánh ngắn thì hôm trước công nghiệp view là toàn này chỉ đánh ngắn thôi vì nó xa cái điểm mua trung hạn rồi nên là với cổ phiếu PVS chỉ đánh ngắn thì cứ tăng mạnh là bán thôi Thay ra là tăng mạnh chưa kịp bán thì bây giờ thì đoạn hồi này bán thôi chứ còn mua ở trong những cái phiên này thì nó không phải cái điểm mua gì cả với cổ phiếu tiếp đến là BSR giờ thì tín hiệu này anh chị cũng biết rồi là tín hiệu bán như vậy là vùng giá công nghiệp view anh chị mua là vùng 18.9 đến cái vùng 19.4 thì có những cái phiên hồi sau thì chúng ta sẽ xử lý bán, anh chị chú ý nhất là cái vùng giá 18.8 18.9 nhé cắt lỗ ở ra nó PVD PVD thì đoạn cứ tăng mạnh là công nhận khuyên bán rồi tín hiệu này thì anh chị cũng biết rồi là đang là những cái tín hiệu mà coi như là chúng ta có hồi chúng ta cũng xử lý bán PVT thì hôm rồi nó hồi này thì công nhận có nói với anh chị là nền giá công nghiệp view mua là cái vùng hai mấy này cái nền này hoặc là vùng giữa giao dịch nhiều này thì công nghiệp có nói với chị là bán hòa rồi bán hòa trong cái buổi trước rồi thế còn nếu mà đã view bán hòa buổi trước thì hôm nay thì chính là cái đoạn anh chị đặt lệnh bán hòa thôi chứ chẳng lẽ lại quan sát hết ngày hôm nay PVC cũng tăng mạnh là khuyên bán rồi có khuyên anh chị là cổ phiếu này đánh khó để cứ tăng mạnh là bán thôi nên là bây giờ thì coi như là cũng qua mất cái thời điểm đó rồi thì cái vùng mua thì nó chỉ có một đoạn ở dưới này thôi thì anh chị cũng biết là đoạn đó công điện mà là thôi bán ra để cơ cấu sang cổ phiếu khác thế nhưng mà chỉ có hai đến ba phiên thì nó lại trở về hòa hoặc lỗ là vẫn tính tới cái phương án vẫn là thoát hòa cổ phiếu gas này thì có view mua ở vùng 78 trở xuống và view bán ở 83 rồi còn tín hiệu mua mới thì chưa PAT PT thì có view với anh chị là giảm xuống 26.5 mới mua vùng 226.5 đúng không? Hôm trước thì cũng có nói là thôi tín hiệu này thì không mua nữa rồi. Nhưng mà giả sử có mua thì thôi lại chờ nó có những cái đoạn hồi phục sau này là bán thôi. Ví dụ như là mua ở 26.5 thì chúng ta sẽ chờ đợi bán ở quanh những cái vùng giá khoảng 25.5. Cổ phiếu PLC công nghiệp view anh chị mua ở nền giá 31.5 thì đã view bán hòa ở hai cái phiên này rồi. Cũng quyền anh chị là bán thoát hòa vào toàn vốn rồi. Tiếp đến là PLX. PLX ở đây là có view mua ở vùng 35 đến 35.5. Như vậy là bây giờ là tín hiệu này nó đóng lến thì anh chị cũng biết rồi là mấy phiên tới thì chúng ta cũng phải đặt sẵn lệnh bán thôi. Là vùng 35, 35.5 thì chúng ta phải đặt bán coi như là thu hồi cái vốn về thôi. Thế còn OI thì thực chiến hơn thì công nhiệm đã thấy nó đóng đấy là 9.9 thì công nghiệm khuyên anh chị thoát luôn rồi. Thoát luôn là 9.9. Thành ra là bây giờ nó phi xuống 9.2 rồi. PVB PVB thì uh, cổ phiếu này tín hiệu này thì có như cuối phiên thì nó cũng xác nhận mà xác nhận thì anh chị biết rồi là hồi sau thì cũng là bán thôi chứ còn vùng mua thì chỉ có mỗi cái đoạn 21.5 này là công nhận chia sẻ với anh chị mua thôi và view vẫn gồng theo tín hiệu để còn bây giờ thì không xử lý được ở trong những cái thời điểm mà uh, ngày hôm nay chẳng hạn không xử lý được thì chờ hồi thì chúng ta bán còn bán ngay thì cũng được ít nhất là vẫn thu hồi được một phần gốc hay một phần lời về thu gốc ngay một phần lời về với cổ phiếu PVB này. TCD thì đã view bán ở đoạn trước rồi này. FIT cũng view bán ở trong những phiên hồi rồi. HHS. HHS thì với tín hiệu này đóng đến thì chị cũng biết rồi là mua thì ở vùng này thì coi như đến thời điểm này cũng thu gốc mình lời về. Cũng đang kỳ vọng nó test đỉnh một lần nữa nhưng nó không test mà nó gãy. Xác nhận bán thì cũng là bán đâu. Có hồi thì cũng là bán ngay trong những cái phiên đầu tuần. Hoặc bán ngay trong phiên ngày hôm nay cũng được. C2. C2 thì công nghiệm view anh chị mua lên giá này nhưng nó gãy một phiên này. Thì cũng view là nếu mà kẹt thì cũng trả hồi thôi. Trả hồi ở trong những cái đoạn sau này chúng ta sẽ bán. Thời điểm lúc nào thì thị trường lúc mà giảm này thì ai cũng muốn lôi hàng ra để bán ngay. Thế nhưng mà đến khi mà nó hồi thì chúng ta lại lại bắt đầu là lại nhảy vào mua thì ở đây là nắm giữ chờ nó hồi xử lý ở đoạn sau cũng được. nhìn thì cảm giác nó có tín hiệu bán như này, đó, nó có tín hiệu bán thì đoạn hồi sau này chúng ta sẽ xử lý. nó khoảng giữa cây lến. giữa cây lến này, Đấy, khoảng giữa cây lến đỏ thôi, không kỳ vọng là lên tận đỉnh cây nến đỏ nhé, chỉ tầm giữa cây nến đỏ thì khả năng là nó còn được anh chị nhé. Ví dụ như là một cây lến giữa cây nến đỏ thì ở đây là anh chị chú ý nhất là cái giá cái vùng khoảng đâu đấy là tầm 17 đến 17.4. ASM công nhận chỉ view anh chị mua hai phiên này thôi, còn trên này công nhận không view mua. Và ở đây tín hiệu này thì có đoạn hồi sau là cũng là, là, tín hiệu bán. Coi như phiên hôm nay là phiên xác nhận. Đóng nến tuần thì một hai cái đoạn hồi này thì là bán thôi. Thu hồi gốc về. HUT thì hôm trước view bán là 18.8 rồi này. Dịch vụ công ích phú tài. Phú tài thì vẫn nằm giữ được. May còn vùng mua thì nó chỉ có một cái đoạn này thôi. HAX. HAX thì view mua nền giá này hoặc nền giá này. Thì còn tín hiệu này thì nó vẫn đang chưa có tín hiệu bán nên vẫn khuyên nằm giữ tiếp. Vẫn khuyên nằm giữ tiếp để chờ tín hiệu. SKG. SKG công diện view anh chị mua cái nền giá này. Thì như vậy là tín hiệu này khả năng phiên này xác nhận xác nhận thì anh chị cũng biết rồi là có thể là chúng ta sẽ đặt bán ở cái giá ở trong đầu tuần tới thoát để thu hồi vốn đó là vùng 14.6 14.7 này đây là một thì đã khuyên bán là 4.4 rồi này, này. BVKE e thì tín hiệu này nó cũng đang có chiều hướng xác nhận Và vùng giá nó view mùa nền dưới là 42.5 này thì anh chị cũng biết là có phiên hồi thì chúng ta sẽ xử lý bán ở 42.5 thôi. Ở 42.3 thì cho nó dễ bán, 42.3 nhé. Còn DGC thì đã kỳ vọng đỉnh view anh chị bán là đỉnh rồi, còn tín hiệu này nó cũng chưa xác nhận. Còn vùng mua thì vùng mua ở dưới này thì nó mới chưa xác nhận chứ anh chị mà kẹt kẹt ở mấy cái phiên này thì chúng ta có khi là cần phải xử lý luôn. Thì ở đây là với cổ phiếu ấy thì đã kỳ vọng với vùng đỉnh để anh chị bán rồi. Thì còn tín hiệu này thì nó chuẩn bị xác nhận nên là thực sự là chỉ có đánh từ những cái điểm mua từ cái sóng mà chuẩn chuẩn ở điểm này này là đoạn trước công nhận có view ấy mà gồng theo phương pháp là bây giờ vẫn đang gồng là năm mấy ấy năm mấy thì tín hiệu bán ở đây là coi như là 102 bán thì có khi là vẫn còn thu được 100 về 100 lợi nhuận này CSV cũng, cũng view kỳ vọng đỉnh ở trên này rồi còn tín hiệu bán ở đây thì vùng mua thì chỉ có đoạn này thôi còn tín hiệu bán thì chưa xác nhận. Chưa xác nhận thì thích thì vẫn chờ hồi bán được. HMV trước view anh chị bán rồi. DVM thì chưa view mua này. TNH, TNH thì chỉ view mua nền giá này thôi. 19.3. Đoạn này là chiều nay mà xác nhận thì coi như là cũng thoát để thu hồi gốc mình một chút lợi nhuận về à, Việt Z Việt Z thì công chuyện có view với anh chị đó là nó có tín hiệu mua thì anh chị nào mà yêu thích thì hãng mua nhé và cái vùng giá công nghiệp view là 102 đến 104 đấy thì chúng ta sẽ đặt cắt lỗ là dưới bên dưới này nhá là cắt lỗ là dưới 100 mẹ là phải thoát cắt lỗ ngay lập tức để còn bây giờ thì nó vẫn đang là trong cái vùng giá mà nền giá để test lại là chuẩn cái điểm mua nhá với Việt Z anh chị yêu thích thì mới mua chứ còn không yêu thích thì đừng có mua bởi vì là chúng ta phải yêu thích cổ phiếu để chúng ta mới đánh theo trend trung hạn được chứ chúng ta mà không yêu thích cổ phiếu mà chúng ta đánh theo trend trung hạn thì chúng ta cứ nhìn ngắm thị trường thì sớm muộn gì chúng ta cũng bán ra thôi Việt Nam Airlines vẫn nắm giữ được nha cổ phiếu này vẫn nằm giữ tiếp nhóm năng lượng này bao thì hôm trước vi bán là mấy phiên này rồi GEG cũng khuyên là lưu ý bảo toàn vốn còn vẫn còn kẹt thì căn những cái đoạn mà bảo toàn vốn ở cái đoạn mà giá sát 13 này thôi là thứ hai là thứ hai thì cũng là chờ những cái đoạn hồi thôi nếu mà vẫn còn kẹt đang có hỗ trợ này biên dưới Bollinger bên tháng rồi nên là vẫn hy vọng rằng với cái biên giới Bollinger bên tháng này là cái đoạn mà bắt đầu nó hồi phục lên chúng ta sẽ bán là đoạn hồi QTP QTP thì vẫn nắm được nếu mà chuẩn điểm mua ở đây là vẫn nắm đâu BBC BBC thì vẫn nếu mà xét về điểm mua ở dưới này thì vẫn nắm hôm trước là công nhận thấy có ba kiếm chậm một này rồi là view bán luôn cũng được nha bán luôn cũng được đấy nhóm ngân hàng thì STB thì cũng có view mấy phiên này là thoát rồi Thế còn nếu mà bị kẹt ở đây thì chờ hồi đây ngân hàng thì vẫn là sẽ có sóng hồi chứ làm sao mà giảm luôn được mà Bank công nghiệm chỉ chia sẻ với chị mùa 18.4 thôi để là bây giờ thì vẫn gồng tiếp theo tín hiệu nhé chưa bán với MB Bank ACB view mùa đoạn này thì vẫn gồng tiếp theo tín hiệu trung hạn 2 thôi chưa bán SHB SHB thì đoạn này gãy lên thì vẫn là phải xử lý thoát thôi không gãy lên thì vẫn cứ nắm cũng được nha VB -Bank. Bank thì chỉ view với anh chị là mua được ở quanh cái vùng giá 19 này thì nắm giữ cùng với nhà đầu tư lớn cá mập thôi còn tín hiệu cổ phiếu này đánh cũng rất là khó. VIB vùng mua ở dưới này thì trung hạn 2 vẫn gồng này. Techcombank trung hạn 2 vẫn gồng. Liên Việt Botbank thì trên vùng 20 đến 22 là công nhận kỳ vọng cái vùng đỉnh rồi. Cổ phiếu này thì cũng đang khỏe nhưng đừng có mua nhé. Nhìn nó khỏe này anh chị nhảy vào mua là 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 ăn thì không được mà có khi là nó đang chạm cái vùng đỉnh thì nó đi xuống luôn thì hơi mệt. Nên là đoạn này chủ yếu là dành cho những anh chị mà mua chuẩn những cái điểm ở dưới những cái điểm mà trước cái điểm mua này thì mới gọc được đó là những cái điểm lên giá 11 chấm mấy này để chủ yếu là dành cho những nhà đầu tư lấy gồng đó thế nên là ở đây thì công nghiệp vẫn nói với anh chị là công nghiệp đánh theo trend trung hạn và từ nay về sau thì công nghiệp vẫn đánh theo những cái tín hiệu này nên là chia sẻ trên livestream này công nghiệp chủ yếu là chia sẻ những cái tín hiệu đánh theo chiến lược trung hạn nên là khi mà tham gia điểm mua được chuẩn điểm rồi chuẩn điểm rồi thì anh chị chỉ có gồng để chờ điểm bán thôi gồng chờ điểm bán bây giờ chưa có tín hiệu bán mà nó đang có kỳ vọng vùng đỉnh thì chúng ta thích chúng ta kỳ vọng đỉnh là bán vùng đỉnh trên này thì còn không thì chờ điểm bán thì sẽ chờ đoạn sau chỉ có vậy thôi còn EIB thì chưa có tín hiệu CTG CTG thì có vùng mua ở đoạn 27 này thì vẫn đang gồng theo chiến lược thôi Tiên phong banh Tiên Phong Banh thì nó có điểm mua ở cái nền giá đoạn này cũng như là đoạn này thì bây giờ là có kẹt thì chờ đoạn hồi để mà xử lý anh chị nhé thì còn thích nắm giữ chung với cá mập vẫn được nha vì nhà đầu tư lớn họ mua nhiều vào cái giá 18 này rất là nhiều Thế nên là với một cái vùng giá mà họ mua nhiều thì giai đoạn sau này có giảm xuống ở đây thì đoạn sau nó lại kéo để ăn đoạn sau thôi. Thế còn là chúng ta mà kẹt thì chúng ta không muốn nắm giữ lâu dài thì chúng ta sẽ bán ở trong đoạn hồi sau ở đoạn này. Vietcombank thì uh, chia cổ tức xong thì kiểu gì nó cũng dễ kéo nên là thường là những cái phiên chia cổ tức thì là là bán. Hôm trước thì cũng có nói với cổ phiếu này thì nó cũng chỉ có target là 100 thôi bởi vì là công nghiệp đã trải qua thị trường bao nhiêu năm rồi cứ thấy là lúc mà mà chia cổ tức thì cứ lên giá 100 là bắt đầu là nó lại giảm. cũng là cũng thế sau đó nó chia cổ tức xong rồi nó có giảm xuống cái đoạn sau nó lại kéo lên giá 100 nó lại chia cổ tức tiếp cổ phiếu này thì cứ cái giá 100 là là phải bán MSB MSB thì cái tín hiệu mua ở vùng này thì coi như đến đoạn này thì có hồi thì cũng là bán hòa thế còn là mua ở cái nền này nó không đẹp được như đèn này thì là cắt lỗ nhỏ HD Bank thì từ cái sóng trước đến bây giờ thì cũng là vẫn là gồng thôi vẫn gồng chưa có tín hiệu bán VID thì đã kỳ vọng đỉnh trên này để view với anh chị rồi. OCB, OCB cũng đang có tín hiệu bán rồi. Để còn mua thì quanh những cái điểm này thì coi như là đoạn hồi sau thì không nắm giữ lâu dài thì xử lý bán ở đoạn hồi phục này. Sát 14. An Bình Banh đã view bán ở giá 8 rồi này. SSB chưa có tín hiệu. Việt đã banh thì vẫn nắm được này. Bản Việt banh. Bản Việt banh thì công nhiệm có view anh chị 10.9 đến 11. Đoạn này tín hiệu thị trường gãy rồi Nên là có phiên hồi thì cũng là là thoát Để anh chị chú ý là chiều nay mà thị trường không hồi mạnh thì Tuần sau là nó có hồi thì vẫn là những cái thời điểm các cổ phiếu Phần lớn là sẽ có tín hiệu công nghiệp đang view với anh chị bán đấy. Để anh chị chú ý chủ động nhé Nhân vùng mua để công nghiệp có chia sẻ Đã chia sẻ vùng mua thì Đã chia sẻ mua thì sẽ cố gắng nhớ để chia sẻ bán BCG BCG thì công diện chia sẻ là một là lên này mới cả đến cái đoạn 8.7 này đây là đang 7.7 lỗ mất một giá rồi nhưng mà giả sử chúng ta chưa kịp thực chiến là cái phiên này thì đoạn hồi sau này thì chúng ta sẽ xử lý 8.7 thì bán ở 8.2 8.3 nhé trong như cái đoạn hồi ấy BVH thì có view mua ở 40.5 tới 41 và view anh chị báo thoát hòa mấy cái phiên này rồi EVF thì đã kỳ vọng đỉnh ở trên này để bán với anh chị rồi mấy cái phiên ở đoạn này MIG cũng có view thực chiến với chị là bán view ở 17.8 đến 18 để view 17.7 bán rồi Thế còn phiên này nó tăng thì cũng là chủ yếu là bán thôi BMI BMI thì view mua chỉ ở 21.5 như vậy là cuối phiên này mà vẫn không ăn thua thì là vẫn là thoát Thế nên là công diện chia sẻ với anh chị trên livestream này thì thường là là vùng giá thì công nghiệp chia sẻ là phần lớn là nếu mà chia sẻ như vậy thì công nghiệp, nếu mà mua thì công nghiệp sẽ mua như vậy. Nên là nếu mà có cắt thì công nghiệp cũng sẽ là bị cắt như vậy. Nên là ở đây là công nghiệp đánh theo phương pháp là công nghiệp chia sẻ theo phương pháp đấy. Và không view mua bất kỳ cái điểm nào ở trên này. Bởi vì là trong đầu tư thì có nói với anh chị là công nghiệp về tính an toàn. Nên là sẽ đánh theo những cái phương án an toàn nhất đó là chuẩn điểm thì mới mua và tuân thủ phương pháp đó là ví dụ bây giờ là tín hiệu bán rồi thì sẽ là những cái thời điểm mà bán với cổ phiếu hoặc là những cái phiên hồi sau này sẽ bán ra với cổ phiếu để mà thu hồi gốc thu hồi gốc với cả một chút cái lợi nhuận về nhưng mà nó có tín hiệu bán thì vẫn phải bán thôi để chờ những cái tín hiệu đoạn sau tiếp đến là ba con A này ba con A này chỉ view mua ở chín chấm mấy này thì bây giờ là coi như phiên hôm nay thì kết thúc phiên thì coi như là ngay đến thời điểm hiện tại như này Hoặc là những cái phiên hồi sau thì cũng là tính tới là thu hồi thu hồi tiền về thôi EMP EMP thì công nghiệm có kỳ vọng với anh chị là đoạn này là nó tăng mạnh lên đây là kỳ vọng đỉnh luôn Đây bây giờ thì tín hiệu này thì cũng là bán rồi Nên là coi như là những cái phiên này thì đã kỳ vọng đỉnh với anh chị Thế còn đây là bán theo thực chiến là dưới 108 Anh chị theo dõi cũng biết Đó là công nghiệm có nói là một là tăng lên trên này bán hai là dưới 108 bán thì ở đây chính là cái phiên đấy nhá chính là cái phiên bán thực chiến đấy thì còn cái phiên này nó cũng là thực chiến nhưng mà thực chiến kỳ vọng đỉnh APH có view anh chị mua giá 8 thì đoạn này cũng có view với anh chị là thoát hòa HCD HCD thì cái vùng mua này thì vẫn nắm được KSB KSB thì cũng hơi căng khi mà nó giảm rất là nhanh chưa có hồi nhưng mà chúng ta vẫn xử lý ở đoạn sau. Anh chị chú ý là cái đoạn hồi sau nhé. Thì ở đây là công nhận chỉ chia sẻ mua anh chị ở cái đoạn này thôi. 24 mấy này. Thì ở đây là cỡ là cái đoạn hồi sau này. Ví dụ như là có giảm này thì hồi đoạn hồi sau là lửa cây nến đỏ này là bán thôi. Thì cũng cỡ ở đây là cũng phải đâu đấy là tầm 22.5. 22.5 với KSB ấy. VPG VPG thì cũng có một số anh chị kẹt thì đoạn trước công nghiệp có view bán nhưng mà ở đây thì chúng ta vẫn là phương án là lại có những cái đoạn hồi sau thì sẽ xử lý MSR có view mùa này này thì ở đây là có view với anh chị là mấy phiên trước là tín hiệu này này thôi thoát hòa rồi thì thoát hòa thì cũng cỡ là 14.2 thì còn vùng mua thì công nghiệp cũng chia sẻ với anh chị ở đoạn này rồi 14.2 Đạm Cà Mau tín hiệu này thì cũng là bán thôi nhưng mà đoạn hồi sau thì chúng ta bán còn vùng mua thì công nghiệp có chia sẻ với chị trên livestream rồi cái vùng giá cứ ngang giá này thì công nghiệp mới view mua cho con đoạn này thì công nghiệp không view mua nữa nha không view mua nữa thì lúc này thì công nghiệp có nói là đoạn này mà tín hiệu này là tính tới những cái đoạn mà có khi là là gãy để mà xem xét là thoát ra Đạm phủ Mỹ cũng vậy, tín hiệu này là bán rồi, cho nên là những cái đoạn hồi này thì anh chị chú ý bán thôi. Gần vùng mua thì nó chỉ có cái nền giá ở đây là 33.75 này thì cái điểm đó mới là cái điểm mà nếu là công nghiệp mua thì công nghiệp sẽ mua như vậy. Sẽ mua như vậy và khi mà bán có thể phiên này không thực chiến được thì cái đoạn hồi sau này sẽ bán. ABS thì chưa có tín hiệu mua này, DDV nên DV thì chỉ có vùng mua giá 10 và vẫn nằm tiếp thôi. TSC, chưa có tín hiệu mua này. LAS thì đã kỳ vọng đỉnh ở trên cái vùng này để mà view anh chị bán rồi. Thế còn ở đây thì nó chưa xác nhận tín hiệu. Nếu mà nắm thì chỉ có những cái nhà đầu tư mà mua ở dưới vùng này thì mới nắm được thôi. Thế còn những nhà đầu tư mà có mua ở mấy cái vùng này thì đến thời điểm này cũng phải tính tới những cái phương án mà thoát rồi. Có nói với anh chị là nó đang có chiều hướng là vượt ra ngoài cái biên trên Bollinger Band. Và cái đoạn hồi này chính là cái đoạn vượt để kỳ vọng vùng đỉnh để bán ấy. Thì có nói trên livestream rồi. Sản xuất kinh doanh. GX ghi mùa lên giá 22 đến 22.5. Thì cũng gãy ở phiên này rồi. Gãy ở phiên này thì lại tính tới những cái phiên hồi sau để bán thôi. Lúc này thì sát 22 thôi. Tầm 21.7 rồi Chứ còn để kỳ vọng nhiều hơn thì lại phải chờ hơi lâu. Chờ hơi lâu ấy. Ví dụ như là nó có tín hiệu gãy này thì trong những cái đoạn tuần hồi này thì chúng ta bán anh chị chú ý trong cái đoạn tuần hồi đấy thì chúng ta bán thì chính là cái đoạn này nhé TTF thì đoạn trước view bán rồi này TNG TNG cũng chỉ có view mà đoạn này mua thôi thì đoạn này anh chị cũng biết rồi là đang là cái đoạn mà lại thoát hòa để thu tiền về TCM cũng chỉ có một đoạn này mua thôi đoạn này thì là hồi cũng là thoát hòa VGT thì công diệm hôm trước có view với anh chị là có giá 12 mới mua Thế nhưng mà à, hôm trước thì hàng về công diệm có nói là đoạn này là không mua nữa và chờ đến là giá 12 thì là thoát đoạn này thì coi như tín hiệu này thì cũng có hồi lên đoạn sau là cũng thoát thôi Đấy, cũng là thoát 11.9 đến 12 ADS cũng có view với anh chị mua ở cái vùng 13 đến 13.4 thì ở đây là tín hiệu thì coi như là nó gãy rồi nó gãy rồi thì có hồi thì chúng ta sẽ xử lý bán anh chị chú ý ở đây là 12.8 12.9 là bán DHC cũng gãy rất là nhanh vùng mua thì có view là phải chờ giảm về 41.5 tới 42 mới mua Thế nhưng mà nó cũng gãy rồi gãy rồi thì ở đây là anh chị cũng biết rồi là đoạn sồi sau thì là cũng là bạn đoạn này thì chỉ bán quanh cái vùng 40.5 tới 41 thôi SHI có view mua 14.4 thì vẫn nắm được này. PLC, PLC thì có view với anh chị là nền giá này mua thì đoạn này là công nhận view anh chị bán nếu mà mua nền này hoặc nền này mua thì công nhận view anh chị đoạn này là đang tính tới cái đoạn thoát, thoát hòa ấy, hôm trước mấy phiên trước có nói rồi. May sông Hồng. May sông Hồng thì chỉ có điểm mua này thôi, còn nắm giữ thì chưa có tín hiệu bán. Nhóm ngành thép thì hôm trước thì cũng vẫn đang khá là cứng nhưng mà coi như là thép bây giờ thị trường như vậy thì nó cũng gọi là thành cộng 4 rồi tín hiệu bán rồi nên là anh chị chú ý là nếu mà công nhiệm chia sẻ mua với anh chị ở trên livestream này hòa phát thì công nhiệm vẫn nói với anh chị là đoạn này mới là đoạn mua chuẩn thế còn cái nền giá 28 này thì là nhà đầu tư lớn họ mua nhiều thì chúng ta cũng mua thì bây giờ nó giảm về đây thì coi như là anh chị hiểu rằng là phải bảo toàn cái nguồn vốn rồi tín hiệu này là phải bảo toàn cái nguồn vốn còn mua ở trên này thì thực sự là nó cũng không phải là chuẩn những cái điểm mà mà đẹp để công nhiệm hay chia sẻ với chị công nhiệm chia sẻ với chị là những cái điểm mua theo chiến lược trung hạn 1 và test lên để công nghiệm đã nói trên livestream rất là nhiều rồi hoa sen nó vậy đấy hoa sen ở đây còn nền giá này mua mà tính thời điểm này nó còn gãy nữa là những cái điểm ở trên này thì bây giờ là kẹt thì lại chờ đoạn hồi sau thôi Đây là đầu tư thì vẫn là muốn hướng tới với chị là đánh được theo chiến lược trung hạn một này để chúng ta tham gia những cái nền giá thì chúng ta mới đủ an toàn ở trong quá trình đầu tư năm kỳ như vậy có nói với chị là chỉ có điểm ở đoạn này là cái điểm đẹp thôi bây giờ thì cũng gãy gãy thì ví dụ như chúng ta mà tham gia chuẩn được cái điểm đẹp thì đến bây giờ thoát ra thì vẫn là phương án bảo toàn vốn tối đa VGS VGS thì cái điểm mua của nó chỉ có lên giá đoạn này thôi Kể cả lên giá đoạn này thì tính tới chiều hôm nay thì cũng là cái đoạn mà Cần phải xem xét để mà thoát Thép tiến lên Thép tiến lên thì nó cũng gãy từ đoạn trước rồi Nền giá view mua thì cái đoạn này bảo anh chị là chuẩn bị tính tới phương án bán hòa Còn SMC này thì công nhận bất nói với anh chị là nhà đầu tư lớn họ mua ở giá này thì thích thì vứt đó cũng được Thích thì vứt đó với SMC cũng được nha Vì công nghiệp đánh giá là những nhà đầu tư lớn họ mua ở giá này thì rất nhiều cổ phiếu kể cả cùng họ với nó đi ví dụ như là hòa phát đi khi mà nhà đầu tư lớn họ mua nhiều ở một vùng giá rồi ấy, thì tới những cái điểm đó thì chúng ta có thích chúng ta vứt đó thì cũng cũng vẫn là an toàn ví dụ kể cả như hoa sen này nhà đầu tư lớn họ có gom vào vùng này nhiều thì chúng ta thích chúng ta mua được vùng đó là chúng ta thích chúng ta vứt đó thì vẫn an toàn để mà làm giữ về về dài hạn đấy Vinamil thì hôm trước còn nói với anh chị là đoạn này chuẩn bị tư thế thực chiến là dưới 66 là bán, thì hôm trước là dưới 66 rồi, thế còn giả sử kẹt thì mấy hôm nữa nó hồi nên 66 bán cũng được, gần 66 là bán. Dabaco, Dabaco thì chỉ có vùng mùa ở dưới này công nhiệm có nói với anh chị rồi là phương án là vẫn ở gồng, thế còn bây giờ tín hiệu này thì nó là xác nhận, thì như vậy là trong cái đoạn này là tính tới là cái đoạn mà bán ra thôi. Masan công nghiệp cũng chỉ chia sẻ với anh chị mua rất nhiều quanh cái vùng nền dưới biết này. Anh chị theo dõi để cũng biết. Công nghiệp có nói với anh chị là cái đoạn này là cái đoạn mà mua an toàn nhất. Nhưng mà tín hiệu này thì coi như là những cái phiên hồi sau này là cũng là phải thoát để bảo toàn vốn rồi. Với cổ phiếu Masan này. SBT cũng có đoạn này thì cũng có view với anh chị là chờ đoạn hồi sau là bán. đấy Thì view là 13 đến 13.2 nhưng mà nó chỉ lên là đúng 13 thôi. B2F thì có view là 26 Nhiệm nhớ là view là 26 mua Thế Nhưng mà đoạn này công nghiệp có nói với anh chị là thôi không mua nữa nhé Thế còn giả sử chúng ta có mua rồi thì Bây giờ chúng ta có thoát hôm trước công nhiệm có nói là cái phiên này là cái phiên mà nó giảm về 26 là cái phiên phiên mà có tín hiệu này Thì công nhiệm có nói là anh chị thoát hòa cũng được Thoát thì đã Thế giờ chưa có tín hiệu mua này QLS QLS thì chỉ có điểm mua dưới này thôi Và tín hiệu này chưa xác nhận nhưng mà vẫn phải quan sát buổi chiều lỡ mà buổi chiều nó cũng xấu xấu thì coi như là vẫn phải bảo toàn vốn vì điểm mua ở đây thì đến cái vùng này phải tính tới là cái đoạn mà thu hồi cái tiền về để mà chờ cổ phiếu pan cũng chia sẻ với anh chị mua ở đoạn này thôi nên bây giờ nó cũng đang gãy như vậy là một là hôm nay bán hai là mấy phiên nữa hồi là bán chỉ có như vậy thôi LSS. LSS thì có view mua cái lên giá thì cũng view là gãy rồi, tính tới phương án bán. một hai phiên này thì chắc là cũng có nhắc rồi, nhưng mà nó lại gãy tiếp này. Gãy tiếp mà vẫn chưa kịp bán thì vẫn là phương án là chờ cái đoạn sau để nó có hồi lên thì bán thôi, gần tới cái đáy, gần tới cái đáy này. 10.5 10.4, 10.5. Sabeco thì nó cũng gãy tiếp, nó không hồi, gặp đúng cái đoạn mà thị trường xấu nhà đầu tư lớn thì cũng thấy gom rất nhiều quanh cái vùng 57 này. Nên là đoạn sau thì nếu mà chúng ta mua mà quanh quanh cái đoạn 59 đấy. Cơ hội đoạn sau mà hồi lên cái vùng giá đấy là vẫn có nhá. Vì vùng giá nhà đầu tư lớn họ mua với Sabeco này thì rất nhiều cái giá 57. Cập thị trường xấu thì một số nhà đầu tư thì vẫn phải thoát ra nhưng mà với cái vùng giá đấy thì nó vẫn là an toàn. Độc trời thì cũng có view với anh chị là cái nền giá nhưng công việc vẫn nói với anh chị là cổ phiếu này đánh khó thì có thể chúng ta không mua cũng được Thế còn giả sử anh chị nào mua thì thường là anh chị phải để ý nhất là những cái đoạn mà công việc view mà xét về những cái tín hiệu mua này sau đó nền giá này mà nó gãy lên cái này anh chị phải chú ý là chủ động xem xét là là thoát NAF, f thì view mua ở giá 15, 15.1 Hiện tại thì vẫn nằm dự tiếp nhóm thủy sản thì công nghiệp đã có view với anh chị là alv với cả idi những cái điểm mà mua thì công nghiệp có nói với anh chị ấy ví dụ idi là 12 đến 12.2 thì mấy cái phiên này cũng có nói với anh chị là tuần này thấy nhóm thủy sản không ổn rồi nên là bán thoát hòa thôi từ alv idi với cả c đều view như vậy trong mấy cái phiên này thì còn chỉ có vhc này thì công nghiệp nói là cái vùng giá công nghiệp chia sẻ mua thì chỉ có ở cái đoạn này thôi vì nó trùng với cả cái vùng giá cao nhất của cái phiên cái lến này nên công hiệu có nói là đoạn này là đoạn giá mua thì bây giờ là vẫn đang gồng vẫn đang gồng thế giới di động này view mua ở giá 43.5 tới 44 vẫn đang gồng vẫn gồng được thế giới số thế giới số thì chỉ có nền giá mua này thì lại tính tới những cái phương án là gãy như này thì là bán thu hồi vốn rồi không ăn được là phải thu hồi vốn thôi thì còn đoạn hồi này chính là cái đoạn mà cũng là vẫn là thu hồi vốn về thì còn FGT thì đã view với chị vùng trên này kỳ vọng vùng đỉnh rồi thì còn bây giờ tín hiệu thực chiến thì nó chỉ có dành cho những cái ông mà mua chuẩn điểm thôi chứ còn với anh chị mà bảo là mua ở trên này mà thực chiến thì nó hơi khó nên là nếu anh chị mua ở trên đoạn này thì đừng kỳ vọng nhiều công nghiệm đã kỳ vọng với anh chị trên đỉnh này thì còn nếu mà chúng ta mua ở trong những cái đoạn này chúng ta chỉ có đánh ngắn thôi đó là với những cái tín hiệu bán như này thì chúng ta phải thoát ra tiếp đến là PNG này PNG chỉ có vùng mua dưới này thôi đây là đoạn này là cây lến cũng rất là dài ngoằng như này nhưng mà nó cứ mua chuẩn thì anh chị cũng biết rồi đó là nếu mà chúng ta chuẩn thì cái phương án của chúng ta lúc nào cũng đẹp nó rất là đẹp cho những cái việc mà xử lý ở cái chiều bán kể cả thị trường có rất là xấu nhưng mà ít nhất là chúng ta vẫn còn có những cái phương án xử lý đẹp hơn so với phần đồng số khác là cổ phiếu này có view anh chị chỉ mua giá 26.5 thôi và phương án này thì anh chị cũng biết rồi đó là trong ngày hôm nay chính là cái đoạn mà vẫn phải thu cái tiền gốc với cả cái tiền lời về vẫn là thu hồi gốc mình lời về trong cái phiên ngày hôm nay hoặc là những cái phiên hồi sau thị trường chứng khoán nó rất là khó khăn thế nhưng mà cố gắng làm sao mà chia sẻ với anh chị những cái phương án mua cũng như là cái phương án bán để một là khi mà đúng hướng Thì chúng ta sẽ kiếm được những cái mức lợi nhuận nhiều hoặc là à, có thua lỗ nhưng mà vẫn cố gắng làm sao để kiểm soát cái thua lỗ ở mức thấp nhất anh chị nhé để công nghệ mà đây là à, hôm nay thì à, coi như là cái tài khoản nắm giữ từ trước tết đến bây giờ thì nó đang về hòa nên là cũng gọi là hơi buồn một chút nhưng mà phương pháp nó là như vậy thì là vẫn phải chấp nhận để mà cân nhắc để mà thoát ra luôn để mà làm giữ tiền lại chờ những cái điểm mua mới ở đoạn sau rồi vẫn phải quan sát hết chiều này HNH này HNH vùng giá view mua là chỉ có view đúng hai cái phiên này thôi là cái vì nói chung với cả cái điểm giá mua này anh chị theo dõi cũng biết đấy, chúng ta chỉ có mua được chuẩn điểm thì cái khả năng chúng ta thua nó mới không cao được thì chúng ta cứ ra ra và vào đến đoạn này chúng ta mua bất kỳ cổ phiếu nào nó cũng có cơ hội là bị kẹt và cuối cùng cũng mất ngược trở lại và chúng ta đánh ngắn sau một vài những cái lần mà thắng thắng đúng ấy là chúng ta rất dễ bơm thêm vốn vào bơm thêm vốn vào để chúng ta đánh thì cuối cùng là đến cái đoạn bơm thêm vốn là cái đoạn mà nó lại mất ngược trở lại thì công điểm có nói với anh chị là ngay những cái thời điểm mà thị trường chung VNX có những cái tín hiệu thì chúng ta phải phân bổ vốn sớm những cái thời điểm mà biên đấy có những cái tín hiệu chúng ta phải phân bổ vốn sớm. chứ mà chúng ta ở đây mà chúng ta lại cứ mỗi mỗi hôm chúng ta mua một ít thì công nghiệp này vẫn nói là công nghiệp không sử dụng phương pháp như thế mà công nghiệp phân bổ vốn luôn và chia đều mua luôn từ đoạn đó để mà làm sao đến cái đoạn sau này cái phương án của chúng ta ít nhất là nó vẫn còn được những cái xử lý thu hồi được cái gốc về có thể không ăn được thì thu hồi gốc về chứ ăn được thì dĩ nhiên là là chúng ta sẽ có những cái sóng ăn lớn rồi. ADH này, rồi bsc bsc xuống đây cũng đừng có mua nhé Đây là cái đoạn mà mua thì nó chỉ có cái phiên 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 giá này là ngang giá là là hai chục thôi. Hai chục ở đây thì cũng là cái mấy cái phiên này cũng là cái phiên mà phải phải, phải chú ý để thoát hòa. Còn giả sử không thoát thì mấy phiên hồi thoát vẫn được giá 20 nó vẫn là hòa GMD GMD này thì vẫn nắm được này VOS thì cũng có view anh chị thoát ở mấy phiên này rồi có view mua ở nền giá này 10.6 mấy thì đoạn này công nhận view là bán VTO VTO thì vẫn nắm được này VIP Hôm trước thì cũng có view thoát hòa ở một hai phiên này nhưng mà không thoát được thì có hồi thì thoát thôi 11.1, 11.2 11 này. PVP. PVP thì view mua đoạn này thì bây giờ. Tín hiệu này thì cũng tính tới phương án chiều này là xử lý thoát hòa nha. Với cổ phiếu. PVP này. Đấy thì cái phương án mà công nhận view chị mua là cái đoạn lên giá này. Thì bây giờ coi như là đến ngày hôm nay. Không ăn được là chúng ta phải tính tới cái phương án là phải bảo toàn vốn rồi. VGC. Lên giá này là nền giá mua. Thì còn đoạn này là tính tới bảo toàn vốn. Còn không kịp thoát thì lại chờ mấy cái phiên hồi sau thì cứ đặt sẵn đầu phiên thôi mà thoát thôi HT1 thì cũng tính tới phương án thoát hòa điểm mua của nó là ngang giá ở trong cái đoạn này rồi thì công nghiệp tính tới là anh chị là thoát hòa PCC có kẹt thì vẫn là chờ đoạn sau thôi CTI CTI thì view mua 15.5 thì đoạn này nó gãy nó gãy thì lại phải chờ đoạn hồi thôi nó gãy thì cứ phải chờ đoạn hồi để bán thôi VCS này VCS thì vẫn nắm được VCG VCG công điểm có view chị mua ở cái nền giá này thì đoạn này nó cũng giảm hơi nhanh vì đúng cái đoạn khó khăn để nó gãy nền cả cái dòng đầu tư công này không xử lý được thì đoạn hồi sau này là sẽ xử lý thôi chúng ta phải hiểu rằng là nó có tín hiệu này mà chúng ta cứ sợ mãi đến lúc cái đoạn hồi này thì chúng ta xử lý là cũng chưa muộn đừng có sợ chúng ta càng sợ thì đến cái đoạn này chúng ta lại cứ bán theo cái chiều đi xuống cứ bán cho cái chiều đi xuống nhưng mà đến đoạn hồi sau thì lại lại bắt đầu là là lại mua giá cao hơn. thì bây giờ thà như vậy chúng ta chờ nó hồi đoạn sau thì chúng ta xử lý chưa muộn. sau đó để có điểm mua mới đoạn sau để tính sau. HHV cũng vậy nha. gãy khá là mạnh vậy. cái nền giá này gãy một phát đi luôn. vì số đông là mua ở giá này nên là cái tâm lý hoảng loạn với HV là cũng hơi cao. không xử lý được thì đoạn hồi sau thì sẽ xử lý thôi nhìn thì nó cũng ghê ghê nhưng mà đến cái đoạn hồi sau thì chúng ta vẫn xử lý được, anh chị yên tâm. FCL. FCL thì công nhiệm chỉ view anh chị mua nền này, này thôi. Thì đoạn này cũng đang view là cái đoạn hồi này thì sẽ xử lý này. PC1 thì đã view bán đoạn trước rồi. HBC thì có view là cầm luôn cũng được. C4G thì cũng có view phương án xử lý bán ở đoạn này rồi này. CTD nên tín hiệu này thì coi như là anh chị có mua đoạn nào đi chăng nữa thì đoạn hồi sau này cũng là bán thôi. Bạn ở đấy 66.5, thế còn với vùng giá công nghiệp có nói với chị mua là nó chỉ có mỗi cái đoạn này là đẹp nhất để quản trị rủi ro thôi. Là cái đoạn mà trong đầu tư chứng khoán thì đó là cái đoạn quản trị rủi ro ở mức cao nhất. Thì đoạn này có lôi hàng ra bán thì cũng ít nhất là vẫn còn thu hồi được cái gốc mới cả một chút lợi nhuận về. Thế nên là đến bây giờ thì anh chị mới hiểu rằng là vì sao là công nghiệm nói là những cái điểm mà đẹp này thì mới là cái điểm mà rủi ro nó ở cái mức gọi là ở mức thấp thì đến thời điểm mà xảy ra những biến cố này thì chúng ta mới thấy là những cái điểm đó mới là cái điểm an toàn đẹp để chúng ta có được những cái phương án đầu tư tối ưu nhất Đạt Phương Đạt Phương có view anh chị mua giá 40 thì như vậy là Kết thúc phiên chiều này đang có đang giảm sàn rồi. Nhưng mà giảm sàn thì phiên tới có hồi anh chị cũng là cái đoạn xử lý thôi. Ví dụ 40 thì bây giờ 43.15 thì ví dụ như là bây giờ nó ví dụ như xem nó có dư bán sàn không. Nó dư bán sàn 181 này. Chúng ta thích chúng ta đặt dư bán sàn cùng với họ luôn cũng được nha. Đặt dư bán sàn luôn ở giá này cũng được với cổ phiếu đạt phương này. Lát nữa mà nó có khớp thì nó khớp luôn Thì cho nó dễ Tiếp đến là cổ phiếu CTR này Đã kỳ vọng đỉnh ở trên này rồi Còn tín hiệu bán thì nó chuẩn bị xác nhận ở đoạn sau Gần mua thì nó chỉ có một đoạn này thôi HTL cũng tính tới phương án bảo toàn ở đoạn này rồi Còn bây giờ gãy thì chúng ta chỉ có nước là chờ hồi thôi Chỉ cần thoát luôn thì cũng không phù hợp vào thời điểm này Khi mà mọi thông tin xấu nó ra thì nó đều dễ là ngay đáy. VC3. VC3 thì công việc cũng không view mua. Không view mua còn cổ phiếu này anh chị nào mua được dưới này thì 15 tiếp chứ cần mua ở trên này thì bây giờ cũng là thời điểm mà phải thoát thôi. TV2. Cổ phiếu này cũng không view mua. Anh nào anh chị nào kẹt thì vẫn là canh những cái nhịp hồi nên sát cái vùng giá giao dịch nhiều này là cái vùng sát 39 là bán. MST cũng có view với anh chị là nằm giữ nhưng mà tuần trước thì cũng view là chuẩn bị tư thế là thoát kết thúc tuần rồi kết thúc tuần trước là cái thời điểm mà phiên thứ sáu tuần trước là thoát g 36 cũng tính tới với anh chị là cái đoạn là thoát là mấy cái phiên hồi rồi ckg này ckg thì chưa view mua s 99 s 99 thì cũng không view mua nhưng mà vẫn view là chưa có tín hiệu bán để cứ nắm giữ tiếp kinh bắc kinh bắc view mua ở giá 32.5 thì đoạn này phiên này là phiên gãy lên đoạn này thì chúng ta lại canh những cái phiên hồi chúng ta bán thôi canh hồi đoạn sau này thôi có thể nó vẫn nhung xuống nhưng mà cứ đoạn hồi sau này mới xử lý IDC IDC thì coi như là những anh chị nào mua ở đoạn này thì phiên hôm nay là cái phiên mà là thoát rồi còn trên này công hiểu cũng không view anh chị mua bao giờ cả LDG có view bán hòa giá 3 rồi này. SSC tín hiệu này thì cuối phiên này thì cũng là bán thôi. Nhưng còn vùng mua thì nó chỉ có mỗi cái đoạn này thôi. Hơi khó. Hơi khó về cái điểm mua với SSC. DGH cũng view thoát ở đoạn này rồi. ITA cũng view thoát đoạn trước rồi. Nam Tử Liêm thì kỳ vọng đỉnh ở trên này rồi. Đã view bán rồi. CGE cũng view anh chị là một hai phiên trước cũng view là để tính tới bảo toàn vốn thoát hòa rồi. Long Hậu nó họ chỉ có điểm mua đoạn này thôi bây giờ thì coi như phiên này cũng là cái phiên thu hồi thu hồi gốc về này TIP cũng view thu hồi gốc về mấy phiên này rồi SIP EP thì vẫn nắm được chỉ có mỗi BCM này thôi là nó không có hồi luôn nhưng mà đã kẹt rồi thì phải chấp nhận chờ đợi đoạn hồi thôi chứ chẳng có cách nào khác cả với cổ phiếu nó sẽ test những cái đoạn lên đáy này để mà chúng ta bán ở đoạn sau này thì đó là công chuyện view với toàn thể thị trường ở trong thời điểm này. VN30 thì này nó cũng chưa có tín hiệu bán nhưng VN đấy thì có. Cuối phiên này thì chưa biết có hồi không nhưng mà vẫn kỳ vọng là trong cái thời điểm này vẫn có những cái cú hồi để mà VN30 thì vẫn tiếp diễn được xu hướng cũng như VN nhưng mà giả sử cuối phiên này mà nó vẫn không hồi được thì tuần sau anh chị chú ý những cái phương án là hồi để xử lý bán ra với phần lớn cổ phiếu ấy. Cổ phiếu nào nắm được thì công nghiệp đã view là còn nắm được. Thì còn cổ phiếu nào mà không còn nắm được thì công nhiệm đã view với anh chị là chúng ta chờ hồi chúng ta bán rồi thì đây là với những cái phương án đầu tư mà công nhiệm chia sẻ cái điểm mua ở chỗ nào thì công nhiệm sẽ view xuyên suốt để mà chờ cái điểm bán ở chỗ đấy có tín hiệu bán thì công nhiệm sẽ view bán còn chưa có thì vẫn view nắm giữ tiếp thì đây là có thể là nhiều anh chị theo dõi thì chúng ta không hiểu cái góc nhìn này hoặc là chúng ta đang đầu tư ngắn để chúng ta nhìn thấy trung hạn cũng hay thì chúng ta cũng gồng theo trung hạn. Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng là đầu tư trung hạn nó phải chuẩn điểm được thì nó mới dễ. Chứ bây giờ mà trên này anh chị cũng muốn là trung hạn, ở trên này cũng muốn, ở trên này cũng muốn thì nó không có, Công điều có nói với chị rồi, đó là đánh theo trung hạn nó rất là kén về cái điểm mua. Nhưng mà chúng ta ở đây là công nhiệm chủ yếu là hướng tới những cái chen sóng để ăn lớn cùng cổ phiếu và xây dựng một cái danh mục để mà kỳ vọng nắm giữ một cái chen trung dài hạn với cổ phiếu với thị trường. Thế nhưng mà nó nó xảy ra những cái tín hiệu bán thì cũng vẫn view để anh chị có thể nắm bắt được. Thế còn ở đây là ai cũng muốn là kỳ vọng nó vào cái sóng lớn ngay. Kỳ vọng nó vào cái sóng lớn ngay với thị trường chung thì nó cũng đang có yếu tố đấy. Thế nhưng mà cuối cùng là đang bị đạp rất là căng. cũng đang bị đạp rất là căng nhưng mà chưa biết chiều này có rút chân hồi được hay không thì chưa biết. Nhưng mà với tín hiệu đích nó như này thì cũng vẫn view anh chị là tư thế là những cái cổ phiếu là sang tuần sau hoặc là sang tuần sau nữa là những cái tuần hồi đấy là chính là cái tuần mà chúng ta sẽ thoát ra để chờ những cái tín hiệu mới của cổ phiếu cũng như là của thị trường. Nhưng còn bây giờ thì công nghiệm sẽ lướt qua một vài những cái câu hỏi này của anh chị về cổ phiếu này. Bạn có hỏi là xử lý với KBC, VX, PVD. KBC thì lúc nãy có nói rồi, đoạn hồi sau rồi. VX thì cũng vậy thôi. cả thực sự là cái phương án của phương án mua bán của anh chị ấy là thường là những cái điểm giá của nó khó bởi vì là những cái điểm giá mà công điểm chia sẻ thì không biết là anh chị có tham gia được không nhưng mà nó có nguyên cả bao nhiêu ngày để mà mua này chứ đâu phải là có mỗi mỗi một phiên để mua đâu có cổ phiếu thì một phiên nhưng có cổ phiếu thì phần lớn là là cổ phiếu nó lại có nhiều nhiều phiên để mua chứ đâu phải là một phiên nhưng còn phương án này thì hồi là bán thôi ở đoạn sau BVD cũng vậy thôi tín hiệu này thì coi như là đoạn sau này hồi là cái đoạn bán thôi Gần vùng mua thì đánh ngắn này cũng chỉ có đoạn này mua thôi thì đến đây là coi như là cái đoạn mà vẫn là phải tính tới thoát chị Minh Châu thì hỏi đất xanh VCG chiều giữ giữ cũng không được nữa rồi đoạn này thì có hồi đoạn sau là ví dụ như là đến tín hiệu này rồi thì coi như là đoạn hồi sau này là bán hoặc là có tín hiệu này thì tuần sau mà có hồi thì là bạn giữ thì không giữ được nữa rồi Bạn có may thì hỏi chán mà vẫn chưa bán được à, Thì bạn theo dõi cũng biết đấy Là những cái cổ phiếu mà công nghiệm có chia sẻ Để mà cái chiều mua ấy Ví dụ như là Bạn hay mua cái cổ phiếu KDH Thì công nghiệm chỉ nói là có mỗi cái đoạn này để mua thôi Thế nhưng mà do là thị trường tăng Thì lên trên này bạn cũng ham ham Bạn lại nhảy vào bạn mua ở trên này Thì thành ra là bạn bị ừ vướng cái khó thì còn đoạn này rất nhiều cái cơ hội để chia sẻ mua thì lại không không thích mua hay là cổ phiếu thế giới di động chẳng hạn. Công nghiệm có view với anh chị trên livestream này là cái điểm mua là phiên này. Thì cái đoạn 43.5 tới 44 này nó là phiên mua thì bạn lại không thích mua. Nhưng mà đến khi nó tăng lên trên này thì bạn lại thích mua, lại thích đua để là nó hơi khó. Thế còn phương án thì công nghiệm đều chia sẻ với anh chị những cái điểm mua như vậy. giờ lúc nãy cũng có nói rồi. Đoạn hồi sau này xử lý thôi. 18.8, 18.9 thôi. C2. C2 thì cũng gãy rồi. 18. mấy thì đoạn này là cũng phải tầm 17. 17.5, đoạn hồi sau là cũng bán ở giá đấy. VX18.1 VX18.1 thì bạn mua ở đoạn này rồi. Đoạn này hồi thì xử lý hòa thôi. Để chấp nhận là đoạn này hòa thì thì bán thôi. Chú ý là cái đoạn mà nó giữa cây lến này thì nó chỉ khoảng 17.7 thôi. Chỉ khoảng 16, 17.6, 17.7. Bạn cố gắng là đặt bán ra đấy từ trước. GEX. GEX thì cũng là căn đoạn hồi sau này bán thôi. Còn vùng giá công điện view mua là chỉ có 22 đến 2.5 thôi này chấp nhận bán ở khoảng 21.5, 21.7 này. Anh Duy Phạm thì hỏi hỗ trợ cứng MBS. MBS thì hỗ trợ trong đầu tư thì thường là mọi người cứ bảo hỗ trợ cứng nhưng mà công nghiệp thấy chẳng có cái hỗ trợ nào nó là gọi là cứng cả. Cũng chẳng có cái kháng cự nào nó gọi là cứng cả. Ví dụ như là đây là những cái đường này là cái đường mà hỗ trợ cứng cũng như là kháng cự cứng nhưng mà cuối cùng là cứng thì nó cũng xuyên mà cứng thì nó cũng là đi qua nên là với công điện thì nó không có cái hỗ trợ kháng cự nào gọi là cứng cả chỉ có mỗi một cái vùng giá gọi là nhà đầu tư cá mập họ mua nhiều thì mới cái vùng đấy thì nó gọi là an toàn thôi DIG DIG mà bán hết thì sẽ không coi như là sẽ không mua cổ phiếu nào nha Kể cả VGS cũng không mua Chúng ta phải bán xong là chúng ta phải chờ tín hiệu mới Chứ bây giờ bán xong mà chúng ta lại nhảy vào mua ngay Thì công điện thấy là 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 nó không phù hợp Nó không phù hợp đâu Phải chờ tín hiệu mới thôi Đã xác định thoát ra là phải chờ tín hiệu mới Của thị trường Chứ bây giờ mà bạn lại mua ngay thì không khác nào là Nó hồi cho mình thoát thì mình không thoát Thì cuối cùng mình lại nhảy vào mình mua tiếp Thì cái trả thù thị trường thì mình sẽ chờ đoạn sau Chứ còn mình không ham hố là vừa mới thua lỗ xong thế là nhảy vào giá tốt rồi lại muốn gỡ gạc ngay ở trong quá trình đầu tư trong quá trình đầu tư thì đã coi như là viên đích mà nó đã xác nhận là ví dụ viên đích này nó mà đã xác nhận cái tín hiệu này ở trong chiều hôm nay mà nó không hồi ấy thì coi như là phải xác định là phải chờ tín hiệu mới ở đoạn sau chứ còn không có cái phương án là mua ngay ở trong thời điểm này Thế còn đây là cái phương án mà công nghiệp xây dựng để công nghiệp đầu tư như nào để công nghiệp nói như vậy. Có thể những cái phương án của những người khác là đến cái điểm này thì là cái điểm mua nhá. Nhưng với công nghiệp này không phải, không phải điểm mua. Với công nghiệp này, những này là những cái điểm này là những cái điểm mà phải xem xét là để mà thoát ra với cổ phiếu. Thì đây là nó chưa đóng nến buổi chiều đâu. Nếu mà nên đóng nến buổi chiều này thì vẫn còn còn kỳ vọng được. Ví dụ ngay kể cả như DG này. Buổi chiều này. Ông dưng là nó nó không giảm mà nó lại rút chân ngược lên đây thì nó vẫn chưa xác nhận bán thì vẫn gồng tiếp chờ thêm anh Tuấn Phạm thì hỏi MB Bank CTG vào giá nào thì nó giảm cũng không còn giá để mua nhé với em là nó chỉ có điểm mua ở chuẩn cái điểm này còn giảm nó cũng không mua chỉ mua tại đúng cái điểm mua thôi còn có giảm xuống ở đấy là chính là cái đoạn mà nó sẽ là chen nó gãy nó đi xuống Lúc đó em cũng không mua Cả CTG cũng vậy Những cái điểm giảm này em cũng không mua Em chỉ mua ở đúng điểm đi lên thôi Vì lúc mà thị trường chung đi lên Cổ phiếu đi lên ấy Thì mới là đoạn mà Quản trị rủi ro được ở mức cao Cũng như là Nó mới dễ kiếm được lợi nhuận Chứ còn chiều đi xuống thì nó không có phương án Mv banh giá 24 Giá 24 thì phải đánh ngắn thôi Giá 24 thì không thể gồng trung hạn được giá 24 này thì phải đánh xác định đánh ngắn này, đánh ngắn thì cỡ là đoạn hồi này là bán thôi. Ví dụ như là 24 thì thôi thì tầm 23.2 thì cũng phải cắt thôi. Chỉ có vậy thôi. Thì đó là những cái câu trả lời về cổ phiếu mà anh chị hỏi. Thì hiện tại thị trường thì cũng bước vào phiên giao dịch buổi chiều rồi, công nhiệm thì cũng đã view hết với những câu hỏi của anh chị về cổ phiếu. Để ở đây là công nghiệp chia sẻ với anh chị góc nhìn về cổ phiếu từ thời điểm nào. Công live livestream, công nghiệp view mua. Ví dụ như là MBB này có view mua 18.4 thì bây giờ là vẫn view gồng tiếp. Để có bán thì cũng lắm rồi. chúng ta bán một phần 2 này phần 1 phần 2 còn lại vẫn gồng tiếp với cổ phiếu. Thế nên là ở đây thì chúng ta hiểu phương pháp thì chúng ta mới là thấy là nó có thể là đúng nhưng mà anh chị không hiểu anh chị toàn mua sai điểm thì thành ra là nó sẽ bị sai ví dụ như là những cái điểm mà trên này thì không phải là cái điểm mua thì chị nhảy vào mua anh chị lại kỳ vọng về trung hạn thế nhưng mà nó gãy về trung hạn để bán thì anh chị lại lại kỳ vọng là nó hồi thì nó không đúng Thế nên là ở đây đầu tư chứng khoán thì anh chị cũng biết rằng là cái độ rủi ro nó rất là cao rồi. Giai đoạn vừa qua thị trường tăng thì nhìn điểm số thì tăng rất là nhiều. Nhưng mà cái số lượng cổ phiếu mà nó tăng được như Bank hay là ACB hay là là một vài những cái cổ phiếu trong họ cao su hay là ngay kể cả những cái cổ phiếu ở trong cái họ chứng khoán này đi, SSI hay là nhiều cổ phiếu khác thì cuối cùng là mua có đợt chuẩn điểm thì bây giờ là cái phương án của nó thì cũng vẫn chủ yếu là hòa lãi nhẹ hoặc lỗ nhẹ, chứ có phải ăn nhìn có phải ăn được đâu, ăn được của thị trường là hơi khó nhưng không phải dễ đâu. Nhìn thì cảm giác là sóng tăng này là à đoạn này thì cứ thế này là ăn nhưng mà đâu phải như, 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 dễ như vậy được. Vì đoạn này có ăn thì lại nhảy qua mua cổ phiếu khác rồi lên trên này thì là những cổ phiếu khác thì nó cũng lao dốc, tất cả cùng lao dốc, thế là cuối cùng là lại mất ngược trở lại hết, thì là cũng không ăn. Thì bây giờ chỉ có ăn là 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 chỉ có mua được cái chuẩn những cái điểm này sau đó chờ cái điểm này bán rồi là là nhảy ra là thoát một phát là hết luôn thế là xong sau đó là làm giữ tiền chờ để mua mới thì chỉ có như vậy thì công nhận thấy là mới ăn được thôi Rồi thì công nghiệm mà xin phép kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây. À, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, hy vọng rằng anh chị sẽ có những cái góc nhìn à, đúng để chúng ta có thể đầu tư chứng khoán được à, tốt hơn, cũng như là à, những anh chị nào mà tin tưởng thì hiện tại thì à, chúng ta sẽ à, nhìn những cái view về cổ phiếu công nghiệp chiều mua chiều bán này để chúng ta à, có những cái phương án hành động mua bán cho nó phù hợp à, công nghiệp. Mà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi livestream và trong những cái video tiếp theo.